love you all. Tôi yêu quý bạn chị em. Well, God put a special love in my heart for the Vietnamese people. Và tôi muốn quý bạn chị em biết rằng Chúa đã đặt một tình yêu rất là đặc biệt trong tôi, một tình yêu dành cho những người Việt Nam. Can the worship team come up for a second and stand over here? Xin mời ban thờ phượng bước lên phía trước và đứng ở bên này của hội thánh, ở bên bên phải của hội thánh. Ban thờ phượng ạ. Mời ban thờ phượng. Okay, how many of you would like me to pray for you after dinner? Bao nhiêu người trong quý mình em muốn tôi cầu nguyện cho quý mình em sau bữa ăn tối ạ? Okay. How many of you I haven't prayed for you yet? Có bao nhiêu người trong quý mình em chưa được tôi cầu nguyện bao giờ ạ? You too, raise your hand. Anh Lộc cũng chưa được cầu nguyện. Okay. Okay, how many people are visiting? Có bao nhiêu người là thăm viếng hội thánh thân hữu tới thăm hội thánh hôm nay ạ? You're visiting. Okay, we have a few. Okay. Okay, how many people you only speak Vietnamese? Có bao nhiêu người chúng ta chỉ biết nói tiếng Việt thôi ạ? Okay. Can the camera see them? So where can you stand so they can see you? Probably in like front. Okay, then come to the front. Are you all in the everybody in? Yeah. Okay, I love you all. Tôi yêu các bạn. You know, when I look at you leading worship, khi mà tôi trông thấy các bạn hướng dẫn thờ phượng, In my spirit, trong thuộc linh của tôi, I cry. Đã khóc rất là nhiều. Because when you lead worship, God's presence comes. Bởi vì khi mà các bạn hướng dẫn thờ phượng thì sự hiện diện của Chúa đến trên hội thánh. I see you are young. Tôi thấy rằng các bạn là những người rất trẻ. But when you worship, it's with your whole heart. Mà khi các bạn thờ phượng thì bạn thờ phượng bằng hết cả tấm lòng của mình.
The people complain about you. Nếu mà có những người than phiền về các bạn Understand it's an accusation. thì các bạn phải biết rằng đó là một sự lên án. King David danced. Vua vì giống như vua David nhảy múa, His wife complained. và thì vợ chính vợ của ông đã lên án ông. But King David said, "I will worship with my whole heart." Nhưng mà vua David đã nói rằng nhưng mà tôi sẽ thờ phượng bằng hết cả tấm lòng của mình, thờ phượng Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình. I will dance with my whole heart. Và vua David nói rằng ông sẽ nhảy múa bằng cả hết tấm lòng của mình. Each of you love the Lord. Mỗi các bạn ở đây đều yêu Chúa, các bạn đều có tấm lòng yêu Chúa. Ladies, you are beautiful. À, những người bạn nữ, các bạn rất là đẹp. In the natural and also in the spirit. À, đẹp một cách tự nhiên bề ngoài nhưng mà đẹp lẫn cả tâm linh nữa. This is a beautiful team. À, đây là một ban thờ phượng rất là tuyệt vời. Father, I pray for this team. Ê cha ơi, con xin cầu nguyện cho ban thờ phượng. I see many of you on your knees. Tôi thấy rất nhiều trong các bạn đã quỳ gối xuống. You are praying people. Và các bạn là những con người của sự cầu nguyện. And you are worshippers. Và các bạn cũng là những con người của sự thờ phượng. And when you worship, the presence of God comes down. Và khi các bạn thờ phượng thì sự hiện diện của Chúa tràn ngập trên hội thánh của Ngài. And it brings the people to worship God. Và đem những hội chúng con cái của Chúa đến trong sự thờ phượng Chúa. And with their hearts, they worship. Và bởi tấm lòng tất cả con cái của Chúa đều thờ phượng Ngài. With their hearts, they weep. Và bởi cả tấm lòng của mình con cái Chúa bắt đầu khóc với Ngài. You stand on the stage, you may not see that. Các bạn đứng trên sân khấu và mặc dù có thể các bạn sẽ không thấy những điều đó. But in the spirit, Nhưng trong thuộc linh, the people are connecting with God. nhưng về phương diện thuộc linh thì những con cái Chúa đang được kết nối với Ngài. Because of your work. Bởi vì sự thờ phượng của các bạn mà con cái của Chúa được kết nối với Chúa. So don't think you are just singing. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng các bạn chỉ đang hát thôi. Don't think you are just playing instrument. Các bạn đừng nghĩ rằng các bạn chỉ đang đánh một nhạc cụ thôi. And don't say you are young. Và các bạn cũng đừng nói rằng Or chúng ta là những người trẻ. don't say you are old. Và cũng đừng nói rằng chúng ta có những tấm lòng rất đẹp. Hallelujah. Hallelujah. Let's give them a hand. Ta hãy cho ban thờ phượng một tràng pháo tay đi ạ. God open the door that one day you play in the stadium.
Xin Chúa mở cửa, xin chúng ta cầu nguyện xin Chúa mở cánh cửa của Ngài để một ngày nào đó ban thờ phượng để của chúng ta sẽ thờ phượng tại một sân vận động lớn. Amen. Be faithful in the small things. Hãy trung tín trong việc nhỏ. And God will give you the big things. Và rồi Chúa sẽ trao cho chúng ta việc lớn. Amen. Okay, last time I came, when I began the meeting, God gave me one word. Lần trước khi mà tôi đến đây và trước buổi nhóm của chúng ta lần trước thì Chúa đã cho tôi một chữ. And the word is pharmacy. Và Chúa đã cho tôi cái chữ đó là những người về dược sĩ. Okay, I know that there is at least one pharmacist. Tôi biết rằng ít nhất có một dược sĩ. I don't know why God had to give me that word, but that's what He gave me. Tôi không biết tại sao Chúa cho tôi cái chữ đó, nhưng mà tôi biết rằng Chúa đã đặt để chữ đó trong tấm lòng của tôi. Maybe God wants you to know that He knows you are in the pharmacy. Có thể tại vì Chúa biết, Chúa muốn cho quý ông bà chị em biết rằng các bà chị em đang ở trong một cái nhà thuốc. So how many people actually work in the pharmacy? Có bao nhiêu người trong đây chúng ta làm ở trong về nhà thuốc ạ? There is two. Chúng ta có hai người, trong Hội Thánh chúng ta có hai người. Okay. I have something to tell you afterwards. Tôi có lời muốn nói với hai người trong Hội Thánh của chúng ta sau buổi nhóm ạ. Okay. If you can put up the pictures, maybe you can do my family picture first. Thank you. Today I want to share some okay, some of you haven't, you don't know, so that's my family. Có một số bà chị em chưa biết thì tôi xin được giới thiệu, đó là gia đình của tôi. My son is 17. Con trai của tôi năm nay là 17 tuổi. My daughter is in she's 6. Con gái tôi thì là 6 tuổi. My wife actually grew up in Japan. Vợ tôi thì được lớn lên ở tại nước Nhật. So if you talk to her, you will find she's very Japanese. Cho nên nếu mà quý mời cho em nào mà nói chuyện vợ tôi thì sẽ thấy rằng vợ tôi rất có tư tưởng rất giống như một người Nhật. Okay, next one. Xin cho tấm hình tiếp theo ạ. That's my 6-year-old. Đó là con gái 6 tuổi của tôi. This is one of my favorite pictures. Đó là một trong những bức hình mà tôi thích nhất. Okay. And this is 3 years ago. Bức hình này được chụp cách đây vào 3 năm về trước. That's my son and my daughter. Đó là con trai và con gái của tôi. Okay, next one. Yeah, I took a team to do a stadium event in Africa. Tôi đã dẫn dắt một đội ngũ đến một buổi truyền giảng tại châu Phi. Okay, the next one. That's the stadium. Và đó là sân vận động được diễn ra buổi truyền giảng tại châu Phi. That's 120,000 people. Nơi đó có sự lúc đó có 120.000 người. Okay. Now today I want to share with you about how to hear from God more clearly. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với Hội Thánh cách để chúng ta nghe được từ Chúa một cách rõ ràng hơn. Okay, I want to also talk about finding spirit and losing angels. Và tôi cũng muốn nói đến thêm một điều nữa là cách để chúng ta trói buộc những linh và mở cho những thiên sứ. Okay. Last time I talked about getting up to pray from 3 a.m. to 6 a.m. Lần trước tôi đến đây là tôi đã chia sẻ cho Hội Thánh biết về việc thức dậy cầu nguyện từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay. How many of you started to practice? Bao nhiêu người chúng ta đã bắt đầu việc đó rồi ạ? Wow, very good, about 6 of you. Wow, cảm ơn Chúa, có được 6 người trong Hội Thánh chúng ta đã bắt đầu làm việc đó. Okay. If we can show the Python video, Thuy, let's show the Python video.
Okay, the Bible talks about the fourth watch of the night. Lời của Chúa nói ra về bốn nói về sự sự nhìn thứ tư. Okay, the fourth watch is 3 a.m. Lời của Chúa nói về canh canh 4 trong Kinh Thánh và canh 4 được nói về như là tầm khoảng 3 giờ sáng. Okay, 3 to 6. Khoảng tầm 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay, I'm going to explain to you why you want to pray from 3 to 6. Tôi sẽ giải thích cho quý mình chị em biết tại sao chúng ta nên cầu nguyện tầm khoảng từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay, go ahead, that's just run the whole thing. Four times smaller and lighter than this colossal python, confrontation would appear suicidal. The Sanhedrin are harassing this enormous snake to look after the source, but its reputation precedes it, you know, they're fearless little creatures. And the Sanhedrin kept harassing it and biting it. It was powering it up, I could see that it was taking a lot of energy for the snake to defend itself. Sanhedrin was just too quick. Obviously, snakes are reptiles and they're cold-blooded. So when they come out at night, they're not able to control their body temperature. The body temperature will go down, and that has a profound effect on the physiology of the muscles of the snake. So the snake won't be able to perform. It won't be able to move as fast. It won't have the same power, and it will fatigue more quickly. At one stage, the snake's tail came up, and because it was so disorientated and probably in a hell of a lot of shock and pain, it stuck at its own tail. And that's a very common behavior that we see with Southern African pythons. If they're stressed, immediately the tail gets coiled. Snakes don't have particularly good vision. Obviously, just saw that tail move past in its line of sight, and it just bit. It tried to climb up a small tree, but it was so weak it couldn't get away. Eventually, after about 10 or 15 minutes of watching this, the honey badger started to bite the snake quite savagely. The honey badger was just disemboweling the poor creature, bit it in the torso area and started pulling up intestines and things like that. It was quite a dramatic sight, and it wasn't very pleasant to see, but it is exactly what happens in nature. Honey badgers are renowned for killing snakes. Snakes make an important part of their diet. And so that snake was probably just trying to escape through the entire event. Okay, let's look at Matthew 14. Chúng ta cùng mở ra trong Matthew đoạn 14. Matthew 14, 25 through 33. Matthew đoạn 14, câu 20. Từ câu 25 đến câu 33. Tôi xin phép được đọc.
Matthew đoạn 14 từ câu 25 đến câu 25. Everybody read together. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung mà. Một lần nữa chúng ta đọc trong Matthew đoạn 14 câu 25 đến câu 33. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: hãy lại đây. Khi Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Xong khi thấy gió thổi thì Phi-e-rơ sợ hãi, hầm xuống sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi thì gió im lặng. Các người trong thuyền bèn đến quỳ lại Ngài mà nói rằng: Thầy thật là con Đức Chúa Trời. Okay, one more time from 22 to 27. 22 to 27. Okay. Chúng ta sẽ đọc một lần nữa từ câu số 22 đến câu số 27. Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng toan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược nên bị sóng vỗ. Xong đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển thì môn đồ bối rối mà nói rằng ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: các ngươi hãy yên lòng, ấy là ta đây, đừng sợ. Okay. Now, a snake is weakest from 3 to 6. Một con rắn thì thường yếu nhất là từ lúc 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay. Because a snake is cold-blooded. Bởi vì một rắn thì nó là thuộc dạng máu lạnh. Okay. So snake has to lay under the sun, use the sun to get heat. Cho nên thường thường rắn thì phải nằm dưới ánh nắng mặt trời để mà dùng ánh nắng mặt trời để sưởi ấm cho bản thân của mình. I'm cold, I wear a jacket. Giống như khi mà tôi lạnh thì tôi mặc một chiếc áo khoác. But snakes cannot wear a jacket. Nhưng mà rắn thì không thể nào mặc chiếc áo lạnh hoặc là chiếc áo khoác lên người được. They cannot go to Kmart or Target buy a snake jacket. Con rắn thì không thể nào đi trường ra tới Kmart hoặc là ra Target để mua một chiếc áo lạnh cho mình được. Nothing on sale in Costco for them. Ngay cả Costco cũng không bán những cái áo đó cho con rắn. They have to wait. Và con rắn phải đợi until the next day. Rắn thì nó phải đợi cho tới ngày hôm sau. Okay. So a snake is weak from sundown. Cho nên khi chúng ta biết rằng khi con rắn nó bắt đầu nó yếu là khi mặt trời bắt đầu lặn, rắn nó bắt đầu trở nên yếu dần. And weaker and weaker and weaker. Và trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần, yếu dần. Okay. They are the weakest from 3 to 6. Và cái con rắn trở nên yếu nhất từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay. From 3 to 6, if you fight a python in the daytime, the python can kill you. Nếu như mà chúng ta muốn đánh lộn với một con trăn vào buổi sáng thì một con trăn có thể giết một chúng ta một cách dễ dàng. But between 3 and 6, the muscle of the python, it's not like this, it's like this. Nhưng mà từ 3 giờ sáng tới 6 giờ sáng thì những cái cơ của con trăn nó không còn mạnh nữa, nhưng mà nó bắt đầu nó eo buộc rồi. Okay. At 2 o'clock in the afternoon, it's this. Và 2 giờ sáng thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ của con trăn nó rất là chắc. Okay. But at 3, 4, 8, chưa. But at 3, 4 a.m. Nhưng mà nếu mà khoảng chừng 3, 4 giờ sáng,
The strength of the python is like this. Nhưng mà thì chúng ta thấy rằng sức mạnh của con trăn thì nó rất là đều. Okay. That's why a little honey badger is only this big. Cho nên khi ta thấy con trồn hôi thì nó chỉ bự bao nhiêu đây thôi. And it's very light. Và con trồn hôi nó rất là nhẹ. Okay. Well, a small animal can fight a big python. Nhưng mà con trồn hôi rất là nhỏ như này có thể đánh lại được với một con trăn rất là bự. And in the video you see the python doesn't want to fight. Và chúng ta thấy trong video chúng ta thấy rằng con trăn nó không muốn chiến đấu với con trồn hôi. The python wants to climb the tree and go away. Con trăn thì nó muốn leo lên cái cây và trốn đi một chỗ khác. Because between 3 and 6 a.m. it cannot control the muscle. Bởi vì từ 3 đến 6 giờ sáng thì con trăn nó sẽ không có thể làm chủ được cái cơ thể của nó. Okay. Satan has a few names. Satan thì ta biết là có nhiều tên gọi khác nhau. Satan. Satan cũng tên gọi là Satan. The ancient snake. Và được gọi là con rắn của thần thì sáng thế ký đúng không ạ? Lucifer. Được gọi là Lucifer. Okay. Snakes is a type of demon. Rắn là một loại của ma quỷ. Okay. So if you want to fight spirits, the best moment is 3 to 6. Cho nên nếu chúng ta muốn chiến đấu với thế giới linh thì tốt nhất, thời điểm tốt nhất chúng ta chiến đấu là từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Okay. Because in the spiritual realm, bởi vì trong thế giới linh, you are the same. Chúng ta thì vẫn như vậy. At 3 a.m. you are the same. Vào 3 giờ sáng chúng ta vẫn như vậy. But the demons are weaker. Nhưng mà ma quỷ thì lúc đó nó đang yếu dần. So in the spiritual realm, you can push through. Nhìn vào trong thế giới linh thuộc linh của ta thì chúng ta có thể đẩy xuyên qua ma quỷ. I've been praying from 3 a.m. for about 6 years. Tôi đã cầu nguyện từ 3 giờ sáng được 6 năm nay rồi. One time after 6 a.m. khoảng chừng sau 6 giờ sáng. When the sun begins to shine, và khi bắt đầu ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống, in the spiritual realm, ở trong thế giới linh, there is a shift, thì nó có một cái sự hoán đổi. Sometimes 6 a.m. is a small shift. Có nhiều lúc 6 giờ và khoảng từ 6 giờ sáng thì nó có một sự hoán đổi nhẹ thôi. But sometimes 6 a.m. it's a big shift. Nhưng mà có những lúc vào 6 giờ sáng nhưng cái sự hoán đổi trong thế giới linh nó rất là mạnh. It's a big shift. Có sự hoán đổi đó rất là mạnh. And I find I have to spend so much energy to pray. Và lúc đó tôi biết rằng vào thời điểm đó thì tôi phải dùng nhiều sức hơn để tôi cầu nguyện. 3 to 6 is 3 hours. Từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng là 3 tiếng đồng hồ. 3 hours. 3 tiếng đồng hồ. Okay. But in the spiritual realm, nhưng trong thế giới linh, the power I have is about 6 hours. Nhưng mà sức mạnh mà tôi có là sẽ khoảng từng 6 tiếng. Sometimes the spiritual power I have is 9 hours. Và có những lúc là sức mạnh thuộc linh của tôi có thể lên tới 9 tiếng. Do you understand that? Yes. Okay. That means you work 3 hours but you get paid for 9 hours. Có nghĩa là quý bà chị em làm việc trong 3 tiếng nhưng mà quý bà chị em được trả lương cho tới 9 tiếng rồi. You work 3 hours but you get paid 9 hours. Nhưng mà quý bà chị em, chúng ta chỉ làm việc 3 tiếng thôi nhưng mà thực sự chúng ta nhận được tới 9 tiếng rồi. So I think, okay, I'll get up to pray. Cho nên tôi nghĩ, thì thôi tôi sẽ ráng thức dậy để mà cầu nguyện. Save a lot of time. Và tiết kiệm thời giờ cho mình hơn. Okay, is that clear? Yes. Hiểu có rõ không ạ? Okay. Spirits are very real. Linh là một điều rất là thật. There are many good reasons to start at 3. Có rất nhiều lý do để chúng ta bắt đầu cầu nguyện vào 3 giờ sáng. There is a spirit that will come to visit you. Sẽ có một linh đến mà thăm chúng ta. And I have seen this spirit time and time again. Và tôi đã thấy linh này mỗi một rất là nhiều lần rồi. The spirit will come to my room. Và linh đó sẽ đến phòng của tôi.
Let me show you. Tôi sẽ cho các bạn chị em xem. In verse 26. Chúng ta sẽ nhìn, chúng ta sẽ thấy Matthew 14 đoạn trong đoạn 14 câu số 26. Okay, everybody, verse 26. Chúng ta sẽ đọc trong câu số 26. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Okay, one more time. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. Chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng, ấy là một con ma, rồi sợ hãi mà la lên. So in this verse, Jesus appears as a spirit. Và chúng ta thấy rằng trong đoạn này thì Chúa Giêsu xuất hiện như là một dạng linh. The word here is a spirit. Cái chữ đây chúng ta thấy là như một dạng linh. So at 3 I start to just sing worship by myself. Và vào 3 giờ sáng thì tôi bắt đầu thờ phượng một mình. And in my room I will see Jesus, the spirit of Jesus sit and watch me worship. Và trong phòng đó khi mà tôi thờ phượng thì tôi thấy rằng linh của Chúa Giêsu Christ hiện ra và đối diện với tôi. If I spend a whole hour worshiping, nếu mà tôi dành trọn một tiếng để mà thờ phượng, then I can see the spirit of Jesus very clear. Thì tôi sẽ thấy được sự diện của Chúa càng ngày càng rõ hơn trước mặt tôi. I can tell you where he is sitting. Tôi có thể nói với bà chị em rằng Chúa lúc đó Chúa Jesus Christ đang ngồi ở tại đâu trong phòng của tôi. And the expression on his face. Và tôi có thể nói rằng khuôn mặt của Ngài, biểu cảm của Ngài lúc đó như thế nào. I see him smile at me. Và tôi thấy rằng lúc đó Chúa Jesus Christ đã cười với tôi. This verse tells you at 3 a.m. Jesus visit you. Đây là lời của Chúa nói cho chúng ta biết rằng vào 3 giờ sáng thì Chúa Giêsu Christ sẽ đến thăm viếng chúng ta. You should say hallelujah. Chúng ta nên nói là hallelujah. Stand up for a second. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. This verse shows you when Jesus comes to visit you. Lời của Chúa trong câu này nói cho chúng ta biết rằng khi nào Chúa Jesus Christ sẽ đến thăm viếng chúng ta. Jesus came to visit the disciples. Chúa Jesus đã đến và thăm viếng môn đồ của Ngài. Do you want a visit from Jesus? Chúng ta có muốn nhận sự thăm viếng từ Chúa Jesus không ạ? Yes. Lift your hands. Chúng ta giơ tay lên nào. Jesus, Chúa Giêsu, come visit me. Xin Ngài đến thăm viếng con. Okay, 7 times. Chúng ta hãy nói điều này 7 lần. Chúa Giêsu, xin Ngài đến thăm viếng con. 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 Chúng ta tiếp tục giơ tay của mình lên. Hallelujah 7 times. Chúng ta nói Hallelujah 7 lần. Hallelujah. 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 Okay, both hands, both hands. Chúng ta sẽ cùng giơ hai tay chúng ta lên nào. Okay, again. Chúng ta sẽ nói một lần nữa. Chúng ta nói Hallelujah một lần nữa, 7 lần nữa nhé. Hallelujah. 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 Okay, one more time. Chúng ta sẽ nói 7 lần nữa. Hallelujah. 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 Okay, thank you. Xin hỏi thánh là làm hồi. Now this story tells us something impossible.
Phân đoạn Kinh Thánh này thì nói chúng ta biết rằng có một điều có xảy ra mà chúng ta tưởng tượng rằng không thể được. Now Peter is a fisherman. Chúng ta biết Peter là một người đánh cá không ạ? Fishermen tell you humans cannot walk on water. Và người đánh cá thường thường sẽ nói với chúng ta rằng con người chúng ta sẽ không nào bước đi trên mặt nước được. When did Jesus tell them to walk on water? Khi nào thì Chúa Giêsu nói với các môn đồ của mình rằng bước lên bước trên mặt nước? It's impossible. Vì điều đó là tưởng chừng như không thể xảy ra được. No human being can walk on water. Không có bất cứ một con người nào ở đây có thể bước trên mặt nước cả. When did Jesus say that? Trong thánh thì khi nào Chúa Giêsu lại nói với môn đồ mình là các con có thể bước đi trên mặt nước? At 3 a.m. Và lúc đó là phải chừng 3 giờ sáng. When I say 3 a.m. I mean 3 to 6. Và khi tôi nói 3 giờ sáng thì tôi sẽ nói tầm cái khoảng thời gian từ 3 giờ đến 6 giờ sáng. Okay. When does Jesus speak to you? Khi nào mà Chúa Giêsu phán với chúng ta? 3 a.m. Và từ 3 giờ sáng. In the daytime, you talk to Jesus. Trong ngày thì chúng ta nói chuyện với Chúa Giêsu. And a lot of times you have no answer. Và rất là nhiều lúc chúng ta không nhận được lại sự trả lời của Chúa. But when Jesus comes to talk to you, nhưng mà khi nào Chúa Giêsu đến và nói chuyện với chúng ta? Yeah. Ở khoảng từ 3 giờ đến 6 giờ sáng. Okay. Jesus said, "Come, walk on water." Và Chúa Giêsu đã đến với nói với môn đồ rằng hãy đến và bước đi trên mặt nước. You need an answer for your problem. Chúng ta cần câu trả lời cho nan đề của chúng ta. You need an answer for your marriage. Chúng ta cần câu trả lời cho hôn nhân của chúng ta. Your family. Chúng ta cần câu trả lời cho gia đình của chúng ta. Your business. Chúng ta cần câu trả lời cho kinh doanh của chúng ta. Your money. Chúng ta cần câu trả lời cho tiền bạc của chúng ta. Your health. Chúng ta cần câu trả lời cho sức khỏe của mình. Your church. Cần câu trả lời cho hội thánh. Your church building. Cần câu trả lời cho việc mua hội thánh. You need an answer for America. Chúng ta cần câu trả lời cho nước Mỹ. For Vietnam. Cho Việt Nam của chúng ta. For the people still in Vietnam. Và cho những người còn đang bị mắc kẹt tại Việt Nam. You need an answer for the visa. Chúng ta cần câu trả lời cho những cái tấm visa. Your children's future. Chúng ta cần câu trả lời cho tương lai của con cái chúng ta. How do you get an answer? Thì làm cách nào để chúng ta nhận được câu trả lời đó? Jesus comes to talk to you. Chúa Giêsu đến và ngài nói chuyện với chúng ta. He comes to you. Chúa Giêsu ngài đến với chúng ta. Okay. He comes to you. Chúa Giêsu ngài đến với chúng ta. At 3 a.m. he comes. Và 3 giờ sáng thì Chúa Giêsu ngài đến với chúng ta. At 3 a.m. Jesus comes to you. Và tôi muốn lần nữa, và 3 giờ sáng thì Chúa Giêsu ngài đến với chúng ta. At 3 a.m. Và 3 giờ sáng Jesus comes to you. Và 3 giờ sáng thì Chúa Giêsu ngài đến với chúng ta. He comes to visit you. Chúa Giêsu ngài đến để thăm viếng chúng ta. He comes to visit you. Chúa Giêsu ngài đến để thăm viếng chúng ta. One on one. Chúa Giêsu ngài đến thăm viếng một cách một với một. He comes to visit you. Ngài đến để ngài thăm viếng chúng ta. In your house. Ngay trong căn nhà của chúng ta. In your room. Ngay trong căn phòng của chúng ta. He comes to see you. Và ngài đến để ngài thấy chúng ta, để ngài nhìn thấy chúng ta. He comes to talk to you. Ngài đến để mà ngài nói chuyện với chúng ta. Most of my answers is between 3 and 6 a.m. Phần lớn những câu trả lời mà tôi nhận được từ Chúa là tầm khoảng từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. A lot of answers is between that time. Và rất là nhiều lần tôi nhận được câu trả lời khoảng từ tầm 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. So between 3 and 6. Cho nên khoảng từ 3 đến 6 giờ sáng. I have this. Tôi luôn luôn có một cái cuốn nốt của mình. And a pen. Và tôi luôn có một cây bút cùng với một cuốn nốt. Before I use my phone. Trước đó thì tôi dùng điện thoại của mình. I cannot concentrate. Nhưng mà khi mà tôi dùng thoại thì tôi không có tập trung được. Then I use my computer. Và tôi dùng sau đó tôi đổi qua tôi dùng laptop của mình. I still cannot concentrate. Và khi mà nói thì tôi tiếp tục vẫn không thể nào tập trung được. So I say, God, what should I do? Và tôi nói là Chúa ơi, thì con phải làm gì bây giờ? And then God showed me a picture. Và rồi Chúa cho tôi một bức hình. Một bức hình, ấy tượng. Pen. Rằng một cây viết. He said pen. Và Chúa trả lời với tôi rằng một cây viết. Okay. The human eye can read piece of paper and still focus.
một con chúng ta biết rằng khi mắt của một con người khi mà họ đọc những chữ viết trên tờ giấy thì khi mà đọc thì chúng ta vẫn có thể tập trung được. But the human eye look at the screen. Nhưng mà khi mắt cũng đôi mắt đấy của chúng ta mà nhìn vào màn hình của điện thoại thì chúng ta chỉ lướt lướt và chúng ta không còn tập trung nữa, giống như chúng ta hay lướt Facebook mà chúng ta cứ lướt vậy. And then I forget what I'm doing. Và khi mà chúng ta lướt thì chúng ta lại quên mất chúng ta đang làm cái chuyện gì rồi. God said to me, use a pen. Và Chúa nói với tôi rằng hãy dùng một cây viết. Use a pen. Hãy dùng một cây viết. No typing. Đừng có đánh máy cũng đừng có bấm trên điện thoại. And people say, Hey Siri. Hey Siri. Có những người thì hay nói điện thoại là Hey Siri, là chúng ta nói với điện thoại. Can I use Siri? Và họ trả lời ví dụ Chúa, nhưng mà con dùng Siri được không, là cái người giúp trên điện thoại được không? No Siri. Vì Chúa nói không được dùng Siri. No Alexa. Không được, phải dùng Alexa luôn. No Stephanie. Không được dùng Stephanie. Stephanie là cái của Google. Okay, no George. Không có được George luôn. Okay, no John. Okay. Không có được John luôn. Why? Tại sao vậy? Because the phone is very very tempting. Tại vì điện thoại là một điều rất là cám dỗ chúng ta. Okay. I will just write one thing. Tôi chỉ Chúa con chỉ biết một điều thôi. Ooh, check the message from my boyfriend. Khoan đã chứ, mà trước khi con ấy thì để con tin nhắn của bạn trai con đã. Wow, bạn trai con nhắn con. I'll just look at one picture. Chúa đợi con một bức hình trên phone con cái này. Bạn trai gửi tình con vui quá, con mừng quá. She's beautiful. Bạn trai con đẹp quá. You need to be praying. Vậy chứ đó, con ơi, con đang con phải cầu nguyện chứ. Sorry, okay. Chú ơi, con xin lỗi chứ, để con quay lại. Okay. But if you use paper. Nhưng mà nếu chúng ta dùng giấy. You write down the answers. Và chúng ta bắt đầu viết xuống câu trả lời của mình. Your mind stay focused. Thì tâm trí chúng ta luôn luôn tập trung. Okay, business people same thing. Những người làm business doanh nhân cũng vậy, họ cũng như vậy. If you use your phone, nếu chúng ta dùng điện thoại của mình, I will just check one email. Tôi chỉ cho con đọc một cái email thôi. Maybe two email. Thôi để con đọc này thôi, sẵn con đọc luôn cái kia. Con đọc cái nữa. Three emails. Con đọc thêm một cái thứ ba nữa chứ. Then pretty soon it's already 5 o'clock. Và xong rồi chúng ta đọc một hồi chúng ta 5 giờ sáng rồi. That never happened. Chúng ta có bị bao nhiêu như vậy chưa? Yeah. Oh, you're honest. Cái ông bà chị em rất là thật thà. I have the same problem. Tôi cũng hay gặp những vấn đề như vậy. I sit here. YouTube. Click. Và tôi ngồi đây thì video trên YouTube kìa, rồi tôi bấm. Michael Jordan. Và tôi thấy video của anh bóng rổ trên Michael Jordan và tôi bấm tập. Sorry. Chú ơi, con xin lỗi chú, con quay lại cầu nguyện. Okay, turn off YouTube. Để con tắt YouTube. Okay. So use a pen, okay? Nên chúng ta hãy dùng giấy và viết. Okay. So Jesus comes to talk to you. Chúa Giêsu ngài đến ngài nói chuyện với chúng ta. And Jesus will tell you something impossible. Và Chúa sẽ đến và nói với ta một việc mà tưởng chừng như là bất khả thi. And he will give you an answer to your problem. Và Chúa sẽ cho chúng ta trả lời với nan đề của chúng ta. Okay. There's an answer for your problem. Chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho nan đề của mình. Okay. But the answer is impossible. Và nhưng mà cái câu trả lời đó chúng ta sẽ thấy Chúa ơi, câu trả lời đó nó bất khả thi, không thể nào làm được. Now, if God tell you the same thing in the daytime, nhưng mà Chúa nói với điều đó với chúng ta vào buổi sáng đó, cùng một câu trả lời đó. In the daytime, cùng một câu trả lời đó vào buổi sáng, he will say impossible. Thì chúng ta sẽ nói Chúa ơi, điều đó không được, không thể nào làm được. Impossible. Điều đó không thể nào làm được Chúa. Impossible. Điều đó quá bất khả thi, không thể nào con làm được. Impossible. Không thể nào làm được Chúa ơi. By 3 a.m. Nhưng mà nếu cùng một câu trả lời đó vào lúc 3 giờ sáng, you will say impossible. Thì chúng ta sẽ nói, Chúa điều đó không làm được. But maybe I can try. Nhưng mà có thể con sẽ ráng.
Maybe I can try. Ừ, nhưng mà có thể con sẽ ráng chút. So Peter said, let me walk on water. Và Peter nói rằng, ok, để tôi bước thử, bước chân lên nước, bắt đầu đi trên nước. God will answer you. Chúa sẽ trả lời cho quý bà chị em. He give you an answer. Chúa sẽ cho chúng ta một câu trả lời. You take that answer. Và chúng ta lấy câu trả lời đó. And you begin. Và chúng ta bắt đầu bước đi. God has a solution for you. Chúa luôn luôn có sự giải pháp cho chúng ta. What is the difference between daytime praying and 3 a.m. praying? Sự khác biệt giữa sự cầu nguyện buổi sáng và cầu nguyện ban ngày và cũng như cầu nguyện lúc vào 3 giờ sáng. Okay, I need about 5 people to help me. Tôi cần khoảng chừng 5 người để giúp tôi. Có ai 5 people. Tôi cần khoảng chừng 5 người. 5 người lên đây để giúp tôi. Còn cảm ơn Chúa, cảm ơn cô. Ông mục sư cần 4 người nữa. Okay. Rồi, ông mục sư cần 2 người nữa. Hey, two more. Chúng ta có 3 người rồi, mục sư cần 2 người nữa hả? Có ai đi? Wow. One more. Ta có 4 người rồi. Okay. Now what you do? Face this way and put your hand on the person's shoulder. Giờ chúng ta hãy quay mặt và để tay lên vai của người phía trước mình. Okay, let me explain to you. This is how your brain works. Để tôi giải thích cho bạn chị em, đây là cách mà tâm trí của chúng ta vận hành. Your brain, okay. Đây là cách mà tâm trí và trí óc của chúng ta vận hành. At 3 a.m. vào 3 giờ sáng. You just wake up. Chúng ta chỉ mới thức dậy. And you're tired. Còn đang mệt mỏi. Okay. And some people, you know, và có những người lúc đó còn đang mệt mỏi, còn đang mới vừa tỉnh ngủ. Chúng ta còn đi rất là chậm. I need my coffee. Mình nói là, ô, chú con dậy mà chú con cần cà phê của con chứ. Some people. Và có những người mới thức dậy thì rất là cáu. Nói, ô, đừng nói chuyện với tôi. My hair. Tóc của tôi. Để tôi vuốt tóc xong rồi. I have to fix my hair. Để con sửa tóc con xong rồi. See me after I fix my hair. Hãy tới với tôi sau khi tôi sửa tóc xong. Okay. At 3 a.m. vào 3 giờ sáng. Your mind is not too clear. Tâm trí chúng ta lúc đó sẽ không có được tỉnh thức một cách rõ ràng. You want to sleep. Lúc đó thì chúng ta chỉ muốn ngủ thôi. And you want to pray. Và rồi chúng ta cũng muốn cầu nguyện. So your mind is quiet. Và nên lúc đó tâm trí của chúng ta bắt đầu rất là yên lặng. Your mind is slow. Tâm trí chúng ta lúc đó làm việc cũng rất là chậm. So when God tell you something, cho nên khi Chúa nói một điều đó với chúng ta, you don't reject right away. Chúng ta không có khước từ Chúa ngay lập tức. Because you're still half awake. Bởi vì lúc đó chúng ta chỉ mới có thức có phần nửa, hay chúng phần nửa kia chúng ta cũng còn buồn ngủ. Okay, you got that? Em ta hiểu không ạ? Okay. So, at 3 a.m, your mind is more open. Và cho nên vào 3 giờ sáng thì tâm trí chúng ta sẽ mở nhiều hơn. Chúng ta sẽ mở lòng, mở tâm trí chúng ta nhiều hơn. Okay. Especially 2 minutes after you wake up. Nhất là khoảng chừng 2 phút sau khi chúng ta thức dậy. 2 minutes. Khoảng chừng 2 phút sau khi chúng ta thức dậy. Okay. Because those 2 minutes, you are just trying to wake up. But bởi vì trong lúc trong khoảng tầm 2 phút đó thì lúc đó tâm trí chúng ta chúng ta chỉ đang cố gắng để mà thức dậy thôi. So your mind in the spiritual realm is more connected. Bởi vì lúc đó thì tâm trí của chúng ta với thế linh dễ kết nối hơn, dễ tương giao hơn. Now if you pray at 3 p.m. Nếu như chúng ta cầu nguyện lúc 3 giờ chiều. This is your mind. Tuy nhiên này. Tuy nhiên. Thì khoảng chừng 3 giờ chiều thì đây là tâm trí của chúng ta. You're thinking, okay, my grandson has a birthday. Thì lúc đó tâm trí chúng ta sẽ được nghĩ, oh, cháu của tôi có một buổi sinh nhật. Okay, I have to buy a birthday cake. Thì, oh, thôi, tôi phải đi mua một cái bánh sinh nhật cho cháu của mình. Okay,
birthday cake. Đám sinh nhật. Đấy, đấy. Suy nghĩ đầu tiên mua bánh sinh nhật. And birthday gift. Và suy nghĩ thứ hai tập chí là mua bánh thì phải mua quà. Ok, mua quà sinh nhật. Then a birthday party. Mua quà có bánh có quà nhưng mà phải có tiền. Suy nghĩ thứ ba là phải mở một cái tiệc sinh nhật cho cháu của mình. Ok. And then I don't like that person. Và xong chúng ta nghe nhưng mà tôi lại không thích cái người đó. So I will not invite that person. Cho nên khi mà tôi mở tiệc thì tôi sẽ không mời người đó. But how do I say it in a very Vietnamese nice way? Nhưng mà cách nào để chúng ta nói một cách khéo để mình để người đó không bị tổn thương? I don't want to invite you. Chúng ta không nên nào nói là không mời người đó được. So you're thinking an excuse. Vậy thì lúc này thì chúng ta sẽ nghĩ một cái lý do. Okay. And then you have another problem. Sau đó chúng ta sẽ gặp một cái này khác nữa. Because now you have to go get gas. Bởi vì bây giờ để đi làm cái gì khác thì chúng ta cần phải đổ xăng. This is a problem. Đây là một cái nan đề lớn. It's a big problem. Đây là một nan đề rất là lớn. Because you live in California. Tại vì chúng ta đang ở Cali. Nên vấn đề đổ xăng là một nan đề rất là lớn. If you get gas now, nếu mà ta đổ xăng ngay bây giờ, you will hit traffic. Thì chúng ta sẽ để tôi phải đi gặp bị kẹt xe nữa chứ. So do I get gas or not get gas? Do, cho nên bây giờ mình có nên đi đổ xăng không hay là mình không nên đi đổ xăng? Over here, expensive. Cây xăng bên này mắc hơn nè. Over there, cheaper. Cây xăng bên này thì nó rẻ hơn chút. But California traffic. Nhưng mà để đi qua cây xăng rẻ hơn thì là phải kẹt xe. Vì chúng ta đang ở Cali. Tell my husband to go get gas. Cho nên thôi, để kêu chồng mình đi đổ xăng cho mình. Okay, this is 3 p.m. Đây là chúng ta thấy đây là 3 giờ chiều. One idea. Chỉ có một cái suy nghĩ đến với mình thôi. Grandson birthday. Chỉ có một cái ý tưởng đến với mình rằng sinh nhật của cháu mình thôi. Birthday cake. Nhưng mà chúng ta bắt đầu đã sinh ra là bánh sinh nhật. Birthday party. Bắt đầu sinh ra là quà sinh nhật. The guests. Bắt đầu sinh ra là tổ ấy là tiệc sinh nhật. Rồi bắt đầu sinh ra là phải đi đổ xăng. Okay, you understand? Chúng ta có hiểu không ạ? Okay. So in the daytime, you are thinking a lot of things. Bởi vì trong ban ngày khi mà chúng ta còn nghỉ ban ngày thì trí óc chúng ta suy nghĩ rất là nhiều việc. Okay, at 3 a.m. và lúc 3 giờ sáng, you are not thinking that. Thì đúng, chúng ta không thể nào nghĩ tới những cái chuyện đó được. Vì chúng ta chỉ mới thức dậy, chúng ta còn đang ngáp, chúng ta chỉ mới tỉnh thức 100%. Where is the kitchen? Và chúng ta còn không biết cái bếp nó nằm ở đâu vậy? Pastor Andy say how to get up at 3 a.m. Ông Pastor Andy nói tôi phải dậy lúc 3 giờ sáng. Nice chair. Và tôi giờ cái ghế này đẹp. Và ngồi xuống. At 3 p.m. you're thinking a lot of things. Vào 3 giờ chiều thì đầu tâm trí chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều việc. In English, it's called a train of thought. A train. Trong tiếng Mỹ thì nó là một dòng suy nghĩ, một lượt dòng suy nghĩ. Okay. Train is connected. Và trong tiếng Mỹ thì nó có một cái câu khác nữa là con tàu của sự suy nghĩ, thì khi chúng ta con tàu thì những con tàu nó được kết nối liên tục với nhau. One idea. Chỉ cần một ý tưởng thôi. And then you take 2 hours. Và nên sẽ dẫn chúng ta mất 2 tiếng đồng hồ. You just lost 2 hours. Và cho chúng ta đã mất 2 tiếng rồi. You understand? Chúng ta có hiểu không ạ? Okay. At 3 a.m. vào 3 giờ sáng, you have to sacrifice. Thì chúng ta phải hy sinh. Because that means you have to go to bed earlier. Thì có nghĩa bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là đêm trước đó chúng ta phải đi ngủ sớm hơn. But if you pay that price, nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận trả cái giá đó, somebody will come to talk to you. Thì sẽ có một người đến và nói chuyện với chúng ta. Jesus talks to me every day between 3 and 6. Chúa Giêsu ngày đến ngày này nói chuyện với tôi mỗi một ngày từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Every day. Mỗi một ngày. Birthday party. Okay, thank you. Cảm ơn.
Okay, this story also tells us when we make a mistake, God will save us. Câu chuyện này trong bài thơ đoạn 14 thì cũng kể về câu chuyện này, cũng muốn nói chúng ta biết rằng khi chúng ta phạm lỗi thì Chúa cũng sẽ đến cứu lấy chúng ta. God will save us. Chúa sẽ ngày sẽ đến các bạn cứu lấy chúng ta. Okay, so how many of you want to get up at 3 a.m.? Có bao nhiêu người trong chúng ta muốn thức dậy vào 3 giờ sáng ạ? So far. Okay. Maybe 8 people. Yeah. Okay, trong đây chúng ta có khoảng 8 người. Okay, you can start like once a week. Chúng ta có thể tập một tuần một lần. Okay. I started at 6 a.m. Khi mà tuần lần đầu tiên tôi bắt đầu thì tôi bắt đầu lúc khoảng 6 giờ sáng. Then after some time God said 5. Và từ từ rồi Chúa sẽ nói tôi, con dậy 5 giờ sáng. And after some time God said 4. Và rồi từ từ Chúa sẽ nói tôi, con dậy 4 giờ sáng. And after some time God said 3. Và rồi một thời gian nữa Chúa kêu tôi dậy 3 giờ sáng. And sometimes the whole night I don't sleep. Và có những đêm mà tôi không ngủ nguyên một đêm. Pay the price. Chúng ta hãy chịu trả giá. Pay the price. Chúng ta hãy chịu trả giá. Okay, God will answer you. Vì Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. Don't say you don't have time. Xin chúng ta đừng nói rằng Chúa ơi con không có thời gian. Don't say you don't have time. Chúng ta đừng nói với Chúa rằng Chúa ơi con không có thời giờ. Vietnamese people have a lot of time. Những người Việt Nam thì có rất là nhiều giờ. A lot of time. Chúng ta có rất là nhiều giờ. How do I know? À, làm sao mà tôi biết? I call you phone. Tại vì tôi đi ăn phở. I watch you. Và tôi thấy chị em trong đó. That's the door to the restaurant. Đó là cửa để đi tới nhà hàng. Four. Là đứng đầy hết, đứng cách lại đầy hết. Chúng ta đi ăn phở cũng là đứng cách lại người chúng ta đợi để đi vô ăn nhà hàng. Nhà đi để đi ăn phở thôi. Vietnamese people very patient. Những người Việt Nam rất là có sự kiên nhẫn. Outside waiting. Tất cả đều đứng bên ngoài đợi để được vô ăn phở. Very patient. Rất là kiên nhẫn. You have time. Có nghĩa là chúng ta có rất nhiều thời giờ đúng không ạ? Every day. Mỗi một ngày tôi đều thấy gì đó. Breakfast, lunch, dinner. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối. Pastor cook and you take me to restaurants. We wait. Ông bà mục sư dẫn tôi đi ăn tới những nhà hàng Việt Nam mà chúng tôi đang đứng đợi. Wow, Vietnamese people are very patient. Tôi nói là wow, những người Việt Nam rất là kiên nhẫn. You wait for food. Vậy ông, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta đợi để được ăn. Chúng ta ăn. Wait for God. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn đợi Chúa. Food give you a little pleasure. Đồ ăn thì cho chúng ta một thỏa lòng một chút. A little pleasure. Chúng ta ăn giúp ta thỏa lòng một chút thôi. But God's answer is wonderful. Nhưng mà sự câu trả lời của Chúa thì làm chúng ta thỏa lòng hơn nữa. God's answer is wonderful. Bởi vì câu trả lời của Chúa rất là tuyệt vời đúng không ạ? When God speaks, it's a very short sentence. Khi mà Chúa nói chuyện với chúng ta thì Chúa nói những cái câu rất là ngắn thôi. If you go to a human being and ask a question, nếu như chúng ta đến với một người khác con người giống chúng ta đặt một câu hỏi. One question, one answer. Thì chúng ta hỏi một câu thì họ sẽ trả lời một câu. One question, one answer. Là khi hỏi một câu thì họ sẽ trả lời một câu. But God is different. Nhưng mà Chúa thì là khác. When God speaks. Nhưng mà khi mà Chúa nói với chúng ta. Watch this. Ta hãy để ý điều này. One question, 7,000 answers. Một câu hỏi thì Chúa trả lời chúng ta 7,000 lời trả lời khác nhau. One question, 7,000 answers. Một câu hỏi thì Chúa sẽ nhận được 7,000 câu trả lời. In one sentence, chỉ trong một câu thôi. In one sentence, chỉ trong một câu thôi. You ask one question.
Chúa chi chúng ta hỏi Chúa một câu hỏi. God will answer you one sentence. Chúa sẽ trả lời cho chúng ta cũng một câu đó. One sentence. Cũng một câu đó. Okay. But that sentence will solve 7,000 problems. Nhưng mà cũng một câu đó chỉ có thể Ngài có thể dùng đúng một câu đó để mà giải quyết 7,000 nan đề của chúng ta. Do you believe that? Chúng ta có tin về điều đó không ạ? One sentence from God will fix 7,000 problems. Chỉ cần một câu đến từ Chúa thôi có thể giải quyết được 7,000 nan đề. I've been in full-time ministry about 25 years. Tôi đã đi trong chức vụ của mình trọn thời gian khoảng chừng 25 năm rồi. And I live on offerings. Tôi thường thường tôi sống bởi sự chúc phước của Chúa. And a lot of times it's a very little offering. Và có một có nhiều thời điểm thì cái sự chúc phước của Chúa đến qua sự dâng hiến thì nó rất là con số rất là nhỏ. So I talked to my wife what to do. Cho nên tôi đã nói chuyện với vợ của tôi rằng chúng ta nên làm gì đây. My wife said keep going. Và vợ tôi thì nói rằng anh cứ tiếp tục. I'm depressed. Và đầu tôi bắt đầu I keep going. Và tôi tiếp tục tôi bước đi. I still have no money. Và rồi tôi lại tiếp tục không có tiền. Same problem. Cùng một cái nan đề đó. So I went to pray. Và rồi tôi đi cầu nguyện. Tôi quay với lại cái sự cầu nguyện. So I said God, I want my son to have an American education. Và tôi cầu nguyện tôi nói Chúa ơi, con muốn con của con được học ở Mỹ. I have no money. Con thì con không có tiền. But I know I can pray. Nhưng mà điều con biết là con biết con có thể cầu nguyện. So I ask you to open the door. Cho nên con xin Chúa Ngài mở cánh cửa của Ngài. So my son can have American education in Taiwan. Rồi rồi con của con được học trường quốc tế tại Đài Loan. In Jesus name. Trong danh Chúa Jesus Christ. Then God gave me an answer. Và rồi Chúa cho tôi một câu trả lời. I want you to do something. À, Chúa muốn tôi làm một điều gì đó. I say, I don't want to do that. Tôi nói Chúa ơi, con không muốn làm điều đó. I don't want to do that. Con không muốn làm điều đó. So after a long struggle, I obeyed. Và sau khi một thời gian, tôi tranh cãi với Chúa và tôi đã quyết định nghe lời của Chúa. You know, some things you say yes to God right away, and some things you take a long time to say yes. Thì có những điều thì chúng ta sẽ nói, ôi Chúa ơi, Chúa phán là con nghe liền. Nhưng mà có những điều thì chúng ta sẽ vật lộn với Chúa với điều đó. Yeah. Yes. This one I take a long time. giống như câu trả lời này, Chúa cho tôi, Chúa muốn tôi làm đó, mà tôi đã mất rất nhiều thời gian để trước khi tôi đọc phục Chúa. But I say yes. Và tôi đã nói là, dạ vâng Chúa. Okay. Then one day, someone from that city came to visit me. Và có một ngày kia thì có một người tại thành phố đó tại Đài Loan đến và thăm tôi. Want to see my wife and my two children. Muốn thì người đó muốn gặp tôi, vợ tôi và hai con của tôi. I said okay. À, tôi nói được. So we talked a little bit. Và rồi tôi trao đổi với nhau. And then the answer came. Và rồi câu trả lời của đã đến. You're a missionary. Và người nói với tôi rằng ông là một người trong chức vụ. You have no money. Và tôi biết ông một người tôi tới Chúa học vì Chúa trong chức vụ và ông không có tiền. Your wife is a good mother. Vợ con là một người mẹ tốt. Your son is a good student. Và con của ông là một người học sinh tốt, học sinh giỏi. Okay. I will pay for your son's education. Cho nên tôi quyết định tôi sẽ trả tiền học cho con của ông. Amen. Và tôi đã học. Rồi tôi đã học. That's 20,000 a year.
Đấy, đó là cái tiền học không là 20.000 đô một năm. I will pay for your son and your daughter. Và ông không chỉ trả tiền học cho con trai của tôi mà ông sẽ trả tiền học cho con trai và con gái của tôi. Okay. Already $300,000. Và tôi đã nhận được hơn 300.000 đô la Mỹ đã được trả cho học bổng của con của tôi. How long does it take you to earn $300,000? À, mất bao lâu chúng ta mới có thể kiếm được 300.000 đô la Mỹ? A long time. Và một thời gian rất là dài luôn. I just prayed. Và điều tôi làm là cầu nguyện. And then I obeyed. Và rồi tôi vâng lời Chúa. And God opened the way. Và rồi Chúa mở đường. Okay. Amen. So one answer from God. Và một câu trả lời đến từ Chúa. Solved 7,000 problems. Đã giúp tôi giải quyết 7,000 nan đề. One answer from God. Một câu trả lời đến từ Chúa. Solved 7,000 problems. Giải quyết 7,000 nan đề. Hallelujah. Hallelujah. Okay. God has an answer for you. Cho nên Chúa có câu trả lời cho quý bà chị em. But you have to be quiet. Nhưng mà chúng ta phải trở nên yên lặng. So you can hear him. Để rồi chúng ta có thể lắng nghe được lời của Chúa, câu trả lời đến từ Chúa. God's answer is very simple. Câu trả lời của Chúa thường thường rất là đơn giản. A lot of times it's only one sentence. Rất nhiều lần Chúa trả lời chúng ta chỉ trong một câu ngắn gọn thôi. Sometimes two sentences. Và nhiều khi thì có hai câu. But remember. Nhưng mà hãy nhớ một điều. One sentence equals to 7,000. Một câu trả lời đến từ Chúa bằng giải quyết bằng 7,000 nan đề khác nhau. Okay. You want a church building, right? Chúng ta hội thánh chúng ta nên muốn có một hội thánh đúng không ạ? Một hội thánh riêng của mình đúng không ạ? Yeah. Okay. Last time I came, God showed me a building would be given. Khi mà lần trước tôi đến đây thì Chúa cho tôi thấy rằng hội thánh Chúa sẽ nhận được một cơ sở vật chất mới. Because in the spirit I saw the building was not from the ground come up. Bởi vì khi mà tôi trong Chúa bày tỏ cho tôi thì hội thánh của Chúa không được xây dựng, không được hội thánh mới của Chúa không được tạo nên từ đất mà xây nên. The picture I saw is this is the ground and the building came down. Bởi vì điều mà Chúa cho tôi bày tỏ cho tôi thấy là đây là đất. Đây là mặt đất của mà và hội thánh Chúa từ trên Chúa đặt xuống. Let me give you two examples. Tôi sẽ cho quý vị chị em hai cái ví dụ. There's a pastor in Indonesia. Có một mục sư tại Indo. Okay. It is mostly Muslims. Phần lớn tại Indo là người Muslim Hồi giáo. So the pastor has 3,000 members. Và hội thánh đó ông mục sư có khoảng 3,000 người. Con cái Chúa tiến tạo thánh đường. They want to build the big building. Và ông mục sư và cái tín đồ muốn xây dựng hội thánh, muốn xây một cái hội thánh rất là lớn. So they go to the government. Và họ đã đến với chính phủ, chính quyền. They're Muslims. Và chúng ta biết là chính quyền là người Hồi giáo. Pastor, you can build your building. Và người chính quyền nói với mục sư rằng, sư, ông có thể xây nhà của mình. Just one condition. Chỉ có với một điều kiện thôi. Go to 100 neighbors. Đi xung quanh 100 người bờ láng giềng của mình. Ask them to sign. Và xin 100 người láng giềng của mình ký tên. If they sign for you, you can build. Nếu như 100 người láng giềng đó họ quyết định ký tên ủng hộ mục sư thì mục sư có thể xây. Now that's I try to build a church building next to 100 Buddhists. Cái điều đó thì giống như là chúng ta đang cố gắng, ông mục sư đang xây một nhà thờ sát bên với 100 ngôi chùa vậy đó. They're not going to sign. 100 người đến gì đó họ sẽ không có ký đâu, vì họ là người Hồi giáo. The pastor went to pray. Nhưng mà ông mục sư đó đã đi sự cầu nguyện. And God's answer. Và Chúa trả lời ông mục sư. Build in this area. Và Chúa nói với ông mục sư hãy bắt đầu xây nhà thờ con trong khuôn viên này.
So they open the map. Và rồi họ mở bản đồ ra. Trees, 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 trees. Và họ thấy là ồ, cây, cây, cây và cây. No road. Không có con đường nào. Chưa có lót đường, chưa có tráng đường. No electricity. Không có, không có điện. No lights. Không có ánh sáng. No water. Không có nước. It's only one thing. Trees. Và nó chỉ có chỗ đó chỉ có một cái thôi là cây. But God said, build. Nhưng mà Chúa nói với hội thánh, Chúa với mục sư rằng xây tại đó đó. So pastor told the elders. Và mục sư đã đi đến với các trưởng lão. Elders say, pastor. Và người trưởng lão nói, mục sư ơi. Did God really talk to you? Thật phải thật sự là Chúa nó phán với mục sư không vậy? You want to build in the tree? Chú muốn xây nhà thờ Chúa trên cây hả? Pastor, are you okay? Mục sư ơi, mục sư có ok không vậy? Yeah, yeah, God talk to me. God talk to me. Mục sư nói, đúng rồi, Chúa nói với tôi vậy đó. God talk to you. Và trưởng lão nhìn, Chúa phán với ông mục sư hả? The pastor went to the government. Rồi ông mục sư đến với chính quyền một lần nữa. We want to build a church building. Và tiếp tục nói rằng, chúng tôi muốn xây nhà thờ của Chúa. The official said. Và cái người đại diện cho chính quyền đó nói. Did you get 100 signatures? Rằng ông mục sư ông đã thu thập được 100 chữ ký chưa? God's answer came. Và rồi câu trả lời của Chúa đến. Tell the official. Hãy nói với cái người đại diện chính quyền đó. Tree, 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 tree. Nói rằng cây, 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 cây và cây. Cây, 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 cây. Okay. So, the official say, tree, tree, cây. Right. Cây, 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 cây. Say, okay, approved. Và rồi người chính quyền nhìn trên cái bản đồ và thấy, ô, chỗ đó cây không à. Và họ đã đóng dấu cho sư bắt đầu xây hội. Approved. Họ đóng dấu chấp thuận cho xây hội thánh Chúa tại đó. One year later, một năm sau, the government opened the road. Một năm sau, đầu trải đường, bắt đầu phóng đường. Bring electricity, bắt đầu đem điện đến. Bring water, đem nước đến. Now they have a big building. Now bây giờ và họ có một ngôi thờ rất là lớn. Hallelujah! Hallelujah! They even have a radio station. Và bây giờ họ có luôn một đài phát thanh riêng của mình. Okay, I've been there. Tôi đã đến đó. Okay. God will answer you. Chúa sẽ trả lời cho chúng ta. And people will say, did God talk to you? Và rồi những người sẽ nói đến với chúng ta rằng, Chúa có chắc chắn là đã nói chuyện với mục sư không vậy? Cá 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 cá. Cây chỉ có cây 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 không? Make sure God talk to you. Hãy chắc chắn rằng Chúa đã nói chuyện với mục sư đó nha. If God really talk to you, it will happen. Bởi vì nếu mà Chúa thật sự phán với mục sư thì chuyện đó sẽ xảy ra. Because when God says something, it's 100%. Bởi vì khi mà Chúa phán một lời gì đó thì điều đó là chắc chắn 100%. It's 100%. Thì điều đó là chắc chắn 100%. Hallelujah. Hallelujah. There is a pastor. He was renting a building like you are. Có một mục sư hội thánh của ông cũng mướn một cơ sở một nơi nhóm lại giống như hội thánh của chúng ta vậy đó. Okay. And the sound system is not good. Và cái dàn âm thanh cũng không tốt. Okay. So the pastor spent $20,000 to put the sound system in. Và vị mục sư đó đã bỏ ra $20,000 để mà thay hết dàn trong hội thánh. He was faithful to take care of that building. Và bởi vì ông người mục sư đó, vị mục sư đó trung tín để mà quản lý bảo tồn tốt cái chỗ nhóm đó. The building's pastor is not a nice man. Nhưng mà cái mục sư quản nhiệm mà chủ của cái hội của đó lại là một người không có tốt. But pastor renting forgive and forgive. Nhưng mà người mục sư mà đang đi mướn hội thánh đó thì luôn luôn tha thứ cho người mục sư chính tại đó. After some time. Sau một thời gian qua đi. The first pastor got removed. Người mục sư chính đầu tiên mà chủ cái building đó được đem đi một chỗ khác. So now this pastor becomes the pastor. Và vị mục sư này đang là người đi mướn trở thành vị mục sư trưởng chính của cái building đó. And the owner of the building, và người chủ của cái building đó, he said, okay,
That pastor is gone. You are here. So I give you the building. Vì mục sư cũ trước đã đi rồi, giờ còn mục sư đây đó, tôi sẽ cho mục sư cái building này luôn. The building is $6 million. Và cái building đó, cái chỗ nhóm đó là 6 triệu đô. $6 million. 6 triệu đô. How long it takes you to get 6 million? Bao chúng ta phải mất bao lâu để kiếm được 6 triệu đô à? Okay. Forever. Forever. God has a plan. Chúa luôn luôn có một chương trình. Okay, God has a plan. Chúa luôn ngày luôn có một chương trình. Okay, when you pray, và khi chúng ta cầu nguyện, close your eyes. Chúng ta hãy nhắm mắt lại. Don't look. Chúng ta đừng có nhìn. Don't look. Chúng ta đừng có nhìn. If you use your eyes to look, nếu chúng ta dùng mắt của mình để nhìn đó, your faith, thì đức tin của chúng ta will drop. Sẽ bị and drop. Xuống. Sẽ bị yếu dần and drop, yếu dần and drop, và yếu dần and drop, và yếu dần. Close your eyes when you pray. Hãy nhắm mắt khi chúng ta cầu nguyện. Then your faith will rise. Thì đức tin của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, lớn rise, mạnh, lớn mạnh. And rise. Và lớn mạnh. And rise. Và lớn mạnh. I love you. Tôi yêu quý mạnh chị em. I'm trying to help you. Và tôi đang rất muốn giúp quý mạnh chị em. One time I went to God spoke to me to go to Colorado. Có một lần Chúa phán với tôi và sai ngày sai tôi đi đến Colorado, tiểu bang Colorado. I don't want to go. Tôi không muốn đi. Because if I go, I go for 1 month. Bởi vì nếu tôi đi thì tôi phải đi mất một tháng lận. I don't have the money. Tôi không có tiền. You know. For my tummy, I can fast and pray. Để mà bụng của tôi thì tôi có thể kiêng ăn cầu nguyện. But the hotel is the same price every day. Nhưng mà về vấn đề khách sạn thì cái giá đó nó vẫn như vậy mỗi một ngày. Every day. Mỗi một ngày cái giá đó. The American hotels are expensive. Khách sạn tại Mỹ rất là mắc tiền. So I'm like, I don't want to go. Và tôi còn không muốn đi. But I pray God say go. Và rồi tôi cầu nguyện, Chúa kêu tôi đi. My wife said, "You go." Và tôi thì nói, anh đi đi. I like. Và rồi tôi. Okay. Giành giật. Okay. So I checked into the hotel. Và rồi tôi đến và tôi check in tại tôi nhận phòng tại khách sạn. Okay. First night, 4-star hotel. Đêm đầu tiên tại khách sạn 4 sao. Very nice. Rất là khách sạn rất là đẹp. Free, được miễn phí. Second night free. Đêm thứ hai cũng được miễn phí. Third night free. Đêm thứ ba cũng được miễn phí. Okay, but church invited me only 3 nights. Và nhưng mà hội thánh mời tôi đến thì chỉ có 3 đêm thôi. The fourth night I have to pay. Và rồi đêm thứ tư thì tôi phải trả tiền. Expensive. Và ra tôi thấy, mắc tiền quá. I don't know what to do. Và rồi tôi không biết mình phải làm như thế nào. Okay, but people kept coming to me asking me to pray for them. Và rồi có rất nhiều người đến và tiếp tục nhờ tôi cầu nguyện cho họ. I went for 30 days. Và rồi điều đó xảy ra suốt một tháng trời. So on the 30th day I'm going to check out. Và rồi sau ngày thứ 30 tôi sẽ rời khỏi khách sạn đó. And a short lady came to can you come for a second? Nhờ mời con. A short lady came to me. Và có một cái người phụ nữ cũng cỡ cô này đến với tôi. She said, come to my office. Và người phụ nữ nói, ông hãy đến văn phòng của tôi. So I go to office. Và rồi tôi đến phòng của and she said người phụ nữ đó. Và người phụ nữ đó nói với tôi rằng, I am the GM for the hotel. Đó là tôi là giám đốc quản lý chính của tại khách sạn này. I am a Christian. Tôi là một người tin lành. Okay. You are here for missions. Tôi biết ông ở đây vì để cái chức vụ của mình. Okay, now listen. Và rồi tôi lắng nghe. I will take care of your hotel. Và người nữa là tôi sẽ thanh toán tất cả những tiền của phòng khách sạn của ông ở. Okay, thank you.
$5,000. $5,000. She just erased it. Và bà đã vào máy tính và bà xóa bỏ. She's the GM. Bởi vì bà là giám đốc quản lý. So in my heart. Và trong tấm lòng thì đó thì trong tấm lòng của tôi. Why didn't you tell me earlier? Thì tại sao bà không nói tôi sớm hơn? Oh, every day. Expensive. Bởi vì mỗi một ngày tôi luôn là có mắc tiền quá. Okay, but it's good she didn't tell me. Tôi nghĩ tốt rằng cái người quản giám đốc quản lý đã không nói với tôi sớm hơn. Tôi nghĩ điều đó là điều tốt. Because wait till last day, my faith is exercising. Bởi vì cùng để giúp đức tin của tôi được thể dục mỗi một ngày. Okay, let me tell you how I began my thank you. My belief in God. Hãy để tôi chia sẻ với chị em kinh nghiệm điều và làm cách nào để tôi bắt đầu đức tin mình ở Chúa. Did I tell you about $8? Tôi đã nói và kể cho bà chị em câu chuyện về $8 chưa? $8 no. Most of them don't. Okay. So one day I walked into a restaurant. Có một ngày tôi bước đi vào một quán ăn. And a voice comes to me. Voice comes to me. Có một giọng nói đến với tôi. Today, order anything you want. Rằng hôm nay con hãy kêu bất cứ món ăn nào mà con muốn, con thích. Do you have $10? Somebody have $10? Ai có 10 đồng được không mà cho một sư mượn. So I am like, I have $10. Rồi thì tôi đủ. Okay. Tôi có 10 đô la thôi. The voice said order anything. Giọng nói đến với tôi và thì nói rằng hãy kêu bất cứ món nào con thích. I open. Tôi mở cái thực đơn ra. $8. Và tôi nhìn thấy, món này có 8 đô thôi. This one. Tôi lấy món này thôi. Okay. After 1 hour. Sau một tiếng. The waitress never came. Cái người phục vụ chưa bao giờ đến. Said, không đến với tôi. Give me my bill. Và tôi nói với người phục vụ rằng, sao cô hãy cho tôi cái hóa đơn để tôi thanh toán tiền. Said, there's a lady sitting behind you. She paid for you and she left. Người phục vụ nói, đâu có hóa đơn đâu, bởi vì có người phụ nữ ngồi đằng sau lưng của ông đã trả tiền cho bữa ăn của ông rồi. The lady's name is Faith. F-A-I-T-H. Faith. Và người phụ nữ ngồi đằng sau đó tên là Đức Tin. I said, ta. Rồi tôi giật mình và tôi nói, man. I should have ordered something. Biết vậy, tôi tự nói với này, biết vậy mình đã kêu món nào bự hơn rồi, mắc tiền hơn rồi. You know, so that's about 25 years ago. Và đó là khoảng chừng 25 năm về trước. 25 years ago, I had faith, $8 faith. Và 25 năm trước, đức tin của tôi bắt đầu từ $8 thôi. I start $8. Tôi bắt đầu từ $8. But now if God says to me, believe me for 50,000. Nhưng mà thời điểm này nếu mà Chúa nói với tôi rằng hãy tin tôi, hãy tin và tôi sẽ nhận được $50,000. I believe it. Tôi thì tin về điều đó. Then I put the projector, put on the screen. Tôi sẽ để lên trên màn hình. A picture of a lot of money. Sẽ để trên màn hình bức hình của rất là nhiều tiền. Okay, you have a choice. Chúng ta đều có sự lựa chọn. Vietnamese money or US dollar. Chúng ta có thể để lên màn hình tiền Việt Nam hoặc là tiền đô. I put the US dollar. Tôi bỏ tiền đô lên. Okay, and I pray in tongues. Và tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. Tôi cầu nguyện trong tiếng lạ. I pray. Và tôi cầu nguyện. Then I, after about 1 hour, I stop. Và khoảng chừng một tiếng sau tôi dừng. So I translate what I was praying. Tôi thông dịch những điều gì mà tôi đang cầu nguyện. And I hear he was send it. He was send the money. Và tôi nghe một lời rằng ngài sẽ chuyển cái tiền đó đến. 4 days later. 4 ngày sau. The money came. Tiền đã đến vào tài khoản của tôi. Okay. I begin with $8. Tôi đã bắt đầu với $8.
Now I can believe for 100,000. Và bây giờ tôi có đức tin, tôi có thể tin rằng tôi có thể nhận từ Chúa 100.000 đô. God can open the way for you. Chúa có thể mở đường cho chúng ta. I have been given 3 properties. Tôi đã được Chúa ban cho 3 căn nhà khác nhau. 2 new cars. 2 chiếc xe mới. Fully paid. Và được trả hoàn toàn. My son's education, my daughter's education. Tiền học của con trai tôi, tiền học của con gái tôi. People look at me think, oh, rich man. Nhiều người nhìn vào tôi và nói, ồ, ông là một người giàu có. If you look at my nhưng mà nếu mà nhìn vào tài khoản ngân hàng của tôi đó, I have nothing. Tôi không có gì hết. I have nothing. Tôi không có gì hết. You can ask my wife. Bà chị em không tin, nhưng mà chị em có thể hỏi vợ của tôi. Our lives have been difficult. Cuộc đời của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi có đã bước qua những sự rất là khó khăn. But trust in God. Nhưng mà chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, đặt niềm tin nơi Chúa. Pray. Hãy cầu nguyện. God will answer you. Chúa sẽ trả lời cho quý mình chị em. Then you obey. Rồi chúng ta phải vâng lời Chúa. Then you'll get your answer. Rồi chúng ta sẽ nhận được câu trả lời của mình. Okay. You need a building. Chúng ta cần hội thánh, chúng ta cần một hội thánh, một cơ sở hội thánh, đúng không? You pray. Chúng ta cầu nguyện. Get an answer. Chúng ta nhận được câu trả lời từ Chúa. You obey that answer. Chúng ta vâng lời câu trả lời đó đến từ Chúa. And you get your building. Và rồi chúng ta sẽ nhận được hội thánh mới của mình. Amen. Okay. Let me be a little more practical. Tôi sẽ nói một điều đó nó thực tế hơn. Okay. Learn to give. Chúng ta hãy học cách ban ra. Okay. So if you need a building, you pay for somebody's building. Nếu chúng ta muốn nhận một cơ sở vật chất hội thánh mới thì chúng ta hãy trả tiền cho hội thánh khác để họ mua hội thánh của họ. If you want a building, you pay for another church building. Chúng ta muốn hội thánh, chúng ta có một hội thánh thì chúng ta hãy trả tiền cho một hội thánh khác để họ mua hội thánh của họ. Not the whole building, but their payment. Đương nhiên là không phải là nguyên một cái hội thánh, nhưng mà chúng ta giúp trong sự dâng hiến của họ. Joe Austin had a father. Joe Austin có một người cha. Okay. His father raised $6,000 for their building. Của Joe Austin gọi được 6.000 đô dâng hiến cho nhà thờ của mục sư cha của Joe Austin ở đó. He is happy. Và lúc đó thì mục sư đó rất là vui mừng. And he is driving. Rồi mục sư đó lái xe về nhà. Then he sees Spanish church. Và rồi ông thấy hội thánh của một người Mỹ. They want to have a building. Họ cũng muốn có một nhà thờ. And God spoke to his heart. Và rồi Chúa phán với tấm lòng của ông. Take the $6,000, give it to the Spanish church. Hãy lấy 6.000 mà ông mới vừa kêu gọi được dâng hiến cho hội thánh Mỹ. Wow. That's all. You know, this is many years ago. Và chúng ta thấy đây là nhiều năm về trước, cho nên 6.000 đô rất là lớn. That's a lot of money. Nhiều năm về trước thì 6.000 đô rất là lớn. But he obeyed. Và nhưng rồi cha của Joe Austin đã, ông mục sư đã vâng lời Chúa. But look at what they have now. Nhưng mà thì chúng ta nhìn lại thì bây giờ hội thánh của mục sư Joe Austin như thế nào? They have a stadium. Họ có một sân vận động luôn. Okay. Number one, pray. Điều đầu tiên chúng ta cầu nguyện. Number two, get an instruction and answer from God. Thứ hai, chúng ta nhận được sự mặc khải đến từ Chúa, câu trả lời đến từ Chúa. Then you obey that. Rồi chúng ta vâng theo cái sự mặc khải đó, sự hướng dẫn đó của Chúa. Then the answer will come. Và rồi chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho chính mình, cho câu hỏi của mình. Okay. I'll share a couple more things and then I'll end. Tôi sẽ chia sẻ một số điều ngắn nữa và chúng ta sẽ kết thúc. Are you okay or getting tired? Chúng ta có ông của mày, chúng ta có hội thánh có mệt không ạ? You okay? Okay. Okay, about spiritual warfare. Về trận chiến của thuộc linh. I went to the what do you call that? A Asian Garden. Asian Garden, the mall. Oh, yeah, Asian Garden. Yeah, Asian Garden. How do you say that in Vietnamese? Phước Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ. Yeah. Phước Lộc Thọ.
Okay. You know, I visited and I was so sad because so many idols. Tôi đến Phước Hợp Thọ và tôi rất là buồn bởi vì tôi thấy rất là nhiều thần tượng. I was very sad. Và tôi buồn. Okay. Because that's a curse on the city. Bởi vì nơi đó là một sự rủa xả trên thành phố đó. Okay. The effect is not just the mall, it's more than the mall. Sự rủa xả đó không chỉ trên cái nơi Phước Lộc Thọ đó nhưng mà còn lan ra tới thành phố nữa. Okay, so what can you do? Vậy thì chúng ta có thể làm điều. Thúy, can you put up the one for Morris Arello? Thank you. Okay. The Bible tells us about binding spirits and loosing angels. Trong cái thánh lời của Chúa nói chúng ta là trói buộc những linh và mở cho mình, chúng ta mở cho những thiên sứ. Okay, binding spirits and loosing angels. Chúng ta trói buộc những các linh nhưng mà chúng ta sẽ mở trói cho các thiên sứ. Okay. In Matthew it tells us if you want to take things from a strong man's house, you have to first bind the strong man. Trong Matthew thì là của Chúa nói là chúng ta muốn lấy đồ từ người từ lấy đồ khác thì trước hết chúng ta phải trói cột cái người chủ nhà đó. Okay. Matthew 18 tells us about binding and loosing. Matthew 18 dạy dỗ cho chúng ta biết lời của Chúa dạy về chúng ta sự trói buộc và sự mở. What show that verse in Vietnamese? Ta sẽ coi trong đoạn 10. Quả thật, hễ điều gì thì cũng sẽ buộc. One more time. Tôi xin phép được đọc lại. Matthew đoạn 18 câu 18. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Okay. So this verse talks about binding and loosing. Trong đoạn phân đoạn kinh thánh này thì nói về chúng ta về sự buộc và sự mở. Binding is about the demons. Thì chúng ta buộc chúng ta buộc gì? Buộc về ma quỷ đúng không ạ? Okay. Loosing is about God's angels. Và khi chúng ta mở là chúng ta mở cho thiên sứ của Ngài. Okay. So we don't fight human beings. Chúng ta không đánh lộn với một con người. Okay. We fight the power behind the humans. Nhưng cái trận mà chúng ta đánh là đánh về một năng, một quyền lực đằng sau con người đó. So in a marriage, if you have a big fight, ask God to show you what is behind the fight. Cũng giống như chúng ta trong cuộc hôn nhân vậy, nếu chúng ta có sự cãi lộn với nhau thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta thấy và nhận biết rằng cái quyền năng nào đang ở đằng sau cái cuộc cãi vã của chúng ta, đằng sau cuộc hôn nhân của chúng ta. Okay. In the Vietnamese churches, it's a lot of accusation. Trong Hội thánh của Chúa, những hội thánh Việt Nam thì có rất nhiều sự lên án với nhau. Different Vietnamese churches. Sự lên án giữa những hội thánh Việt Nam khác nhau. Same problem. Tất cả những hội thánh Việt Nam đều có một cái vấn đề đó là cả. Accusations. Có nghĩa là chúng ta lên án lẫn nhau. And false accusations. Và chúng ta lên án lẫn nhau. Okay. Và lên án nhiều khi chúng ta lên án sai nữa. So what you do is you
You say, in Jesus' name, I bind the spirits of accusations and false accusations. Và thì điều chúng ta nên làm là chúng ta cầu nguyện, nên chúng ta nói là trong danh Chúa Jesus Christ chúng ta buộc trói tất cả những cái linh của sự lên án và những linh của sự lên án một cách dối gian, sai trật. Okay, say it together. Chúng ta cùng nhau nói. Okay. In Jesus name, I bind spirits of accusations and false accusations. Chúng ta cùng nhau nói trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con trói buộc linh của sự lên án và những linh của sự lên án sai trật. Okay, again. Chúng ta cùng nhau nói lại. Trong danh Chúa Jesus Christ, chúng con cầu nguyện và chúng con trói buộc tất cả linh của sự lên án và những linh của sự lên án sai trật. Okay. Now how many times you do that? How many times? Chúng ta đã là làm điều đó bao nhiêu lần rồi ạ? You do it until it works. Như chúng ta sẽ làm cho tới khi nào chúng ta thấy được điều đó xảy ra. You do it until it happens. Chúng ta làm cho tới nào chúng ta thấy được điều đó xảy ra. You do it until it changes. Chúng ta làm cho tới nào chúng ta thấy được sự thay đổi trong hội thánh. Morris Sorello is like similar to Benny Hinn. À, người ông mục sư Morris Sorello giống như là một người giống như mục sư Benny Hinn vậy đó. Okay. So Morris Sorello, he goes to India. À, người ông mục sư Morris Sorello đến với Ấn Độ, đã đến với Ấn Độ. A big stadium event. À, trong một buổi truyền giáo lớn trong một sân vận động rất là bự. Okay, in India, they don't accuse you. Trong ở Ấn Độ thì họ sẽ không có lên án chúng ta. They kill you. Họ chỉ giết chúng ta thôi. In America, they accuse you. Ở Mỹ thì có lên án. In India, ở tại Ấn Độ. In a stadium. Trong một cái sân vận động rất là lớn. 5,000 Hindus. 5,000 người Hồi giáo. Run to the stage. Chạy đến với trước sân khấu. They grab the preacher. Nắm lấy người mục sư. They kill the preacher. Và giết mục sư. America safer. Ở Mỹ thì an toàn hơn. Okay. So how does he win in the spiritual realm? Vì chúng ta phải biết làm sao để mục sư Morris Kelso thắng trong trận chiến thuộc linh. He says, okay, we just talk about one part today. Chúng ta sẽ nói về một phần thôi. Okay. On the bottom it says, the hour after hour, this binding of evil spirits continued. Chúng ta sẽ nói ở khúc dưới thì ông có nói rằng sau nhiều giờ cái sự buộc trói linh tiếp tục diễn ra. Okay. Hour after hour. Giờ và nhiều giờ sau khác nhau. So sau nhiều giờ. It's not just one time. Có nghĩa là không phải chúng ta chỉ công bố một lần đâu. Okay. Then finally victory came. Và chúng ta thấy và rồi đến cuối cùng sự chiến thắng đã đến. I felt great release, great victory in my spirit. Tôi đã cảm thấy sự giải tỏa một cách sự giải tỏa và sự chiến thắng lớn lao trong thuộc linh của mình. Okay. Let me explain this. Okay. So let's say a stadium event is on a Friday. Chúng ta hãy tưởng tượng buổi truyền giáo tại sân vận động đó xảy ra vào thứ sáu. Okay. That's good, Huy. Thank you. Okay. So Morris Sorello flies into India like on Tuesday. Ông mục sư Morris Sorello tới Ấn Độ vào thứ ba. Okay. He goes into a hotel room. Ông vào phòng khách sạn của mình. By himself. Mà chỉ một mình ông thôi. Okay, just himself. Chỉ một mình ông thôi. Okay. He's by himself. Ông mục sư chỉ ở khách sạn một mình ông thôi. Then he begins to challenge the spirits in that city. Và ông bắt đầu thách thức những linh trong các thành phố đó. In Jesus name I bind you spirits of murder. Và ông đã cầu nguyện nói trong danh Chúa Jesus Christ ta cột trói linh của sự giết chóc. I bind spirits of false religion. Ta trói buộc các linh của sự giả thần. I bind the spirits of Buddhism. Ta trói buộc các linh của sự Phật giáo. I bind the spirits of deception. Linh của sự lừa dối. I bind the spirits of fear.
Ta trói buộc linh của sự sợ hãi. He keeps binding them. Và ông tiếp tục cầu nguyện để trói buộc, okay. trói buộc, trói buộc. I bind the spirits of sicknesses. Ta cầu nguyện, ông tiếp tục cầu nguyện công bố sự trói buộc trên linh của sự bệnh tật. I bind the spirits of abortion. Trói buộc linh của sự phá thai. I bind spirits of fornication, adultery. Đó, ông cầu nguyện trói buộc linh của sự dâm dục. That's the binding. Đó là sự ông cầu nguyện để ông trói buộc. Okay. Then the second part is you lose legions of angels. Và rồi đó là phần thứ nhất. Và phần thứ hai, ông cầu nguyện để ông mở cho các thiên sứ của Chúa. Okay. So Morris Cirillo spends about 2 days in the hotel. Và ông chúng ta biết ông mục sư Marcelo đã dành thời gian khoảng 2 ngày trong tại phòng khách sạn. One person. Chỉ một mình ông thôi. In the hotel room. Trong phòng của mình, trong phòng khách sạn mình. About 2 to 3 days. Khoảng chừng 2 đến 3 ngày. Okay, he keeps fighting in the spirit. Và ông tiếp tục tranh đấu trong trận chiến thuộc linh. Until the big demon in that city comes to the hotel room. Cho tới khi mà con quỷ lớn đó đến tại tại thành phố đó đến trong phòng của ông. So one on one. Và rồi nó đối diện với ông mặt đối mặt, một với một. Morris Cirillo and the big demon. Và đó giữa ông mục sư Morris Cirillo và con quỷ Satan phía trước mặt ông. And then he wins over this fight. Và rồi mục sư Morris Cirillo đã chiến thắng, đắc thắng okay. trong trận chiến thuộc linh đó. Then he gets on the stadium. Rồi ông mục sư bước lên trên khán đài của sân vận động đó. Okay. 70,000 people. 70,000 người. 70,000. 70,000 người. And many of them want to kill the preacher. Và rất nhiều người trong số 70,000 người đó muốn giết ông mục sư. He stands on the stage. Ông bước lên trên khán đài. Tất cả đều yên lặng. Everybody quiet. Tất cả mọi người đều yên lặng. In the hotel room. Trong phòng của mình, he already won. Ông đã đắc thắng rồi. In the stadium, you just collect the harvest. Khi mà ông bước lên trên khán đài trong sân rộng, lúc đó ông chỉ gặt những lúa thôi. The fight is in the hotel room. Sự tranh chiến, sự chiến trận đã xảy ra trong phòng khách sạn của ông rồi. How long do you fight? Chúng ta chiến trận bao nhiêu lâu ạ? He said almost 2 days. Ông nói là gần như 2 ngày. Hour after hour. Và nhiều tiếng khác nhau. Binding, binding, binding. Và ông cột trói, cột trói, cột trói. Okay, that is your weapon. Vậy đó là vũ khí của chúng ta. That is your weapon, people. Đó là vũ khí của chúng ta. Use your weapon. Chúng ta hãy dùng vũ khí của mình. Use your weapon. Chúng ta hãy lợi dụng và dùng vũ khí của mình. Use it for your marriage. Hãy dùng vũ khí đó để cho hôn nhân của chúng ta. Use it for your children. Hãy dùng vũ khí đó cho con cái của chúng ta. It's not easy. Điều đó không phải là dễ. It's not easy. Điều đó không phải là dễ. If you have to pay a big price. Chúng ta phải có một sự trả giá rất là lớn. But you pay the price, you see many miracles. Bởi vì nhưng mà nếu chúng ta chịu trả cái giá lớn đó thì mắt chúng ta sẽ thấy nhiều phép lạ của Chúa xảy ra. Not one miracle. Không phải một phép lạ đâu. Many. Mà nhiều phép lạ. Many. Mà nhiều phép lạ. Hallelujah. Hallelujah. Okay, so how many of you are going to start to bind spirits? Thì trong chúng ta có bao nhiêu chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện trói buộc các linh ạ? Okay. Hallelujah. Okay. Now to bind spirits, you need to repent. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng trước khi chúng ta trói buộc các linh thì chúng ta phải ăn năn đã. Okay, many of you curse. You curse. Bởi vì rất nhiều trong chúng ta dùng môi miệng mình để mà rủa xả. You curse with your mouth. Chúng ta đã rủa xả bằng môi miệng của mình. Many of you. Rất nhiều người trong số chúng ta. Okay. You need to repent of the words you speak. Chúng ta phải ăn năn xin Chúa tha thứ vì những lời nào đã rủa xả ra khỏi từ môi miệng của chúng ta. Okay, Thuy, can you just type some words as I speak? Okay, I type gosh, G-O-S-H, gosh,
Just put it up there. Okay. What is gosh? Chúng ta có biết chữ gosh trong tiếng Mỹ là gì không ạ? In the dictionary, it says G-O-D. Trong từ điển thì đã có nghĩa là chữ G-O-D, nghĩa là chữ God. Đó. You know, American Christian, they say, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Có rất nhiều người tin lành ở Mỹ thì nó là oh my gosh, là trời ơi, trời ơi. So many Christians do that. Rất có nhiều người nên là làm như vậy. Golly. G-O-L-L-Y. Oh. Và cái chữ là golly là G-O-L-L-Y. In the dictionary it means God. Và trong từ điển cũng là chữ God. Okay. Jeepers creepers. Jeepers creepers. Jeepers creepers. Okay. That word means Jesus Christ. Và cái chữ Jeepers Creepers đó trong từ điển có nghĩa là Chúa Giêsu Christ. It means Jesus Christ. Có nghĩa là Chúa Giêsu Christ. Okay. Heck. Christian like to say, what the heck? Và chúng ta hay nói là heck. You are saying what the hell? Có nghĩa là chúng ta đang nói là what the hell. Okay, heck in the dictionary is hell. Chúng ta biết chữ heck thì trong tiếng bản tiếng Mỹ nó cũng nghĩa là hell, nghĩa là địa ngục. À. Oh, darn it. D-A-R-N. Và chúng ta là chữ darn it. It means damn, D-A-M-N. Okay. Next one. Suck. Có nghĩa là S-U-C-K. Chữ suck trong tiếng Mỹ. S-U-C-K. Okay, you don't want to translate that, okay? Because that's a sexual thing. À, chúng ta sẽ không có dịch cái chữ đó, tại vì đó là nói về một cái sự tính dục. You can check the dictionary yourself. Okay. Okay. And then, G, G-E-E, G, 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 George, G, G-E-E, 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 or G's, yeah, Z, it means Jesus. Có chữ đó có nghĩa là Chúa Giêsu. Okay, this is all in the dictionary. Tất cả điều này đều trong từ điển cả. And freaking, F-R-A-K-I-N-G. Chữ freaking, F-R. Okay, I think you know what that is. Okay, it's F-U, that, okay. Okay. So, what happened is that Christians around me talk like that. Những người con cái Chúa, những người tin lành ở xung quanh tôi, họ đều nói những cái chữ giống như vậy. You know, they are drinking Starbucks coffee. Và họ uống cà phê Starbucks. Oh my gosh. Và họ cũng dùng những chữ là oh my god, nghĩa là ôi trời ơi. And in my spirit I just feel like somebody stabbed me. Và trong thuộc linh của tôi cảm giác như ai đang đâm tôi vậy đó. So I went to check the dictionary. Và rồi tôi đi tìm hiểu trong old, từ điển. Old dictionary. Và chữ này là từ điển gốc, từ điển cũ, từ điển gốc. It's God, Jesus, hell, etc. Và những chữ đó tôi chắc thì thường nó là chữ God, chữ Chúa Giêsu, chữ địa ngục. Okay. So God loves us. Chúa Giêsu ngài yêu chúng ta. But we cannot talk like that. Nhưng mà chúng ta không được nói như vậy. Okay. This is the work of a spirit. Chúng ta phải biết đây là công việc của linh. Okay. I have seen the spirit face to face. Tôi đã thấy linh đó mặt đối mặt rồi. Okay. This spirit came to talk to me. Và linh đó đã đến nói chuyện với tôi. Okay. The name is spirit of cursing. Đó là linh của sự rủa xả. Spirit of cursing. Linh của sự rủa xả. Okay. I don't have time, otherwise I'll describe to you what he looks like. Tôi thì chúng ta không có thời gian, nhưng mà nếu có thì tôi sẽ đi sâu hơn nữa. And he has a long spear. Linh này thì có một cái cây giáo rất là dài. So
If people are over there and they say, "Oh my gosh," they throw a spear at you. Nhưng nếu mà có người ở dưới cuối hội thánh mà nói, "Oh my gosh," thì có người linh đó đang cầm một cái giáo và chọi thẳng chúng ta. Okay, that damage your spirit. Có nghĩa là và cái giáo đó làm tổn thương linh của chúng ta. Okay. Now a lot of people, a lot of Christians talk like this. Và rất nhiều người Cơ Đốc nhân đã nói như thế này. Okay, if you have, I want you to stand up. Nếu chúng ta đã một chúng ta đã từng làm điều đó, xin chúng ta hãy đứng lên. If you have talked like that, please stand. Nếu mà chúng ta đã từng nói một trong số cho đó, xin chúng ta hãy đứng lên. Some of you, you did and you don't even know. Yeah, có những lúc mà chúng ta làm mà chúng ta còn không biết nữa. Okay. Okay, let me make it easier. Tôi sẽ một cách dễ hiểu hơn. Some of you say, "Oh my God, I have so many problems." Nhiều lúc chúng ta lại, "Ôi trời, sao tôi có nhiều nan đề như vậy?" It's the same thing. Nó đều là giống như vậy. That's wrong. Và điều đó là sai. That is wrong. Và điều đó là sai. Okay. If you don't go to the governor office and say, "Oh my governor, look at that." Chúng ta không đến phòng của thống đốc và chúng ta nói, ôi trời, điều coi ổng kìa. Okay, if you have talked like that, please stand. Nếu như chúng ta đã từng nói vậy thì chúng ta hãy đứng lên. I think it's more of you. Tôi biết là có nhiều hơn số có người đang đứng này. Okay, raise your hands. Chúng ta hãy xin giơ tay của mình lên. Father, we have sinned with our tongue. Cha ơi, chúng con đã phạm tội bằng môi miệng của môi lưỡi chúng con. Forgive us. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Thank you. Cảm ơn Chúa. In Jesus' name. Danh Chúa Jesus. Okay. Okay. Dạ, xin mời ngồi xuống. Okay, now I had to talk to you about this so you can bind spirits. Tôi phải nói với ông Jim về chuyện này để rồi chúng ta hiểu và để chúng ta có thể cột trói được các linh. Okay, because if you try to bind spirits, they will tell you, "Look at you." Bởi vì nếu chúng ta muốn cầu nguyện cột trói linh thì linh sẽ quay lại nó, hãy if you try hãy to bạn kìa. If you try to bind spirits, they will say. Bởi vì nếu mà chúng ta cầu nguyện và chúng ta trói buộc linh thì linh sẽ cáo trách chúng nó sẽ kiện cáo chúng ta liền. You're a grasshopper. Nghĩa là nó sẽ nói chúng ta như là một con cháu cháu vậy đó. Jump from one church. Từ nhảy từ hội thánh này qua hội thánh kia, qua hội thánh nọ. Some Christians jump from church to church to church to church. Và có rất nhiều con cái Chúa nhảy từ hội thánh này qua hội thánh khác, qua hội thánh khác, qua hội thánh khác. If you want to bind spirits, nếu như chúng ta muốn bắt đầu cột trói linh, spirit will talk back. Thì linh sẽ kiện cáo và nói lại với chúng ta. You are not faithful to any pastor. Linh sẽ nói lại nữa chúng ta rằng, anh hoặc là chị hoặc là bạn không có trung tín bất cứ một người một xương nào hết. You are not faithful to your wife. Anh không có trung tín với vợ của mình. You are not faithful to your husband. Hoặc là chị không có trung tín, cô không có trung tín với chồng của mình. So you repent. Cho nên chúng ta phải ăn năn. Pick one pastor. Hãy chọn một mục sư thôi. Stay. Và ở lại với hội thánh đó. Then you can begin to practice binding. Và rồi chúng ta có thể tập cột trói các linh. Okay. Your building will come faster. Hãy làm như vậy thì hội thánh mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta sẽ đến nhanh hơn nữa. I feel the anointing on that. Tôi đã cảm nhận sự sức dọc của Chúa trên vấn đề đó. Practice binding spirits, your church building will come faster. Hãy tập để chúng ta tập cột trói các linh thì hội thánh và cơ sở chất Chúa chuẩn bị cho chúng ta sẽ đến sớm hơn nữa. Hallelujah. Hallelujah. Okay, there's one more part I need to tell you. Còn một phần cuối cùng tôi muốn chia sẻ với hội thánh. Okay, Matthew 18 talks about binding and loosing. Matthew đoạn 18 thì nói về sự cột trói và sự mở. Okay. So the loosing is
Loosing God's spirit, God's angels. Và sự mở thì nói là mở linh của Chúa và thiên sứ của Chúa. Okay. One legion is 6,000 angels. L-E-G-I-O-N, legion. Một đội ngũ của Chúa thì là 6,000 thiên sứ. Okay. One legion is 6,000 angels. Thì có một đội ngũ thì là 6,000 thiên sứ. Okay. Before we begin the meeting, I went outside to talk to my son. Trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi nhóm thì tôi đã bước ra ngoài và tôi nói chuyện với con của mình. Because his school bus is coming. Bởi vì xe bus của con trường của con tôi sắp tới. So God told me every day pray with your son. Cho nên Chúa thì nói với tôi rằng mỗi ngày con hãy cầu nguyện với con của mình. So I pray with him 2-3 times a day. Cho nên tôi cầu nguyện với con của tôi 2-3 lần một every ngày. Day. Mỗi một ngày như vậy. Okay. What do I pray? Tôi cầu nguyện điều gì? Okay. I make it simple, okay? Tôi cầu nguyện rất là đơn giản. In Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus Christ. I bind the spirits of the world in the school. Tôi trong danh Chúa Jesus Christ còn trói buộc linh của thế gian này trong trường học. In Jesus' name, I bind the spirits of the world in the school. Trong danh Chúa Jesus Christ còn trói buộc linh của thế gian này trong trường học. Okay. And I lose legions of angels to help my son and the school. Và con mở cửa cho thiên sứ, thiên binh, thiên sứ của Ngài đến trên trường học của con và trên con của con. Okay. One legion is 6,000 angels. Và một quân của thiên sứ của Chúa thì là 6,000 thiên sứ. So I use legion as at the end. Và tôi dùng đội quân là không phải là suất mà tôi dùng số nhiều, nghĩa là nhiều đội quân của Chúa. That's 6,000 times 2 times 3 times 4. Nghĩa là 6,000 thiên sứ nhân cho 2 nhân cho 3 nhân cho 4. Okay, every day I do that. Mỗi một ngày tôi đều làm điều đó. Okay. In America. Và tại nước Mỹ. You say like this. You say it like this. Oh, tại nước Mỹ chúng ta cầu nguyện như thế này. In Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus Christ. I bind the spirits of CRT. Critical race theory. Oh, nghĩa là trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện ta trói buộc linh của sự phân biệt sắc tộc. Okay. In Jesus' name I bind the spirits of CRT. Chúng ta cầu nguyện là trong danh Chúa Jesus chúng ta cầu trói buộc linh của sự phân biệt sắc tộc. Critical race theory. Okay. That's the problem in America across the country. Và đây là vấn đề nạn của nước Mỹ trên toàn nước Mỹ. Okay. There's a lot of sexual problems in America. Và có rất nhiều vấn đề về sự tình dục tại nước Mỹ. Okay. The head is Baal, B A A L. B A A L. B A. Okay. Cái đầu là Bell, chữ B A B. B. A B B. Thank you. Okay. So you say in Jesus' name I bind the spirit of Baal over my school. Nghĩa là chúng ta cầu nguyện và trói buộc linh của sự Baal, nghĩa là linh về sự tình dục trong trường học của con cái của mình. Okay, now in a marriage, trong hôn nhân của mình. Okay, you say in Jesus' name I bind the spirit of stubbornness. Chúng ta cầu nguyện cho công bố trói buộc linh của sự cứng đầu. Stubbornness, linh của sự cứng đầu. In a marriage people are very stubborn. Bởi vì chúng ta biết trong mối hôn nhân thì người chồng người vợ thì rất hay dễ bị cứng đầu với nhau, chọi với nhau. Okay, in the church you bind the spirit of accusation. Trong hội thánh thì chúng ta cầu nguyện trói buộc linh của sự lên án. Okay, and you lose spirits. Và chúng ta mở spirits of grace. Chúng ta mở cho linh của ân điển, mercy, linh của sự forgiveness, tha thứ, new beginning, linh của sự bắt đầu mới, wisdom, linh của sự khôn ngoan, understanding, linh của sự thông hiểu, revelation, linh của sự khải tượng, insight, linh của sự hiểu lẫn nhau, prosperity, linh của sự thịnh vượng, wealth, linh của sự giàu có, healing, linh của sự chữa lành, faith, linh của sự đức tin, restoration, linh của sự phục hồi. Okay.
The Bible says, lời của Chúa nói, God has not given us the spirit of fear. Lời của Chúa nói gì? Chúa không ban cho chúng ta linh của sự sợ hãi. But he gave us, what did he give us? Power, love and a sound mind. Nhưng mà ngược lại, Chúa ban cho chúng ta quyền năng, tình yêu và sự clear mind. Sáng suốt. Okay. But to be more clear, it's spirit of fear. Spirit of fear. Nhưng mà để nó rõ hơn là linh của sự sợ hãi. That's the bad one. Là linh một linh xấu xa. And this side is a good one. Và bên này là linh của sự tốt. Okay. Spirit of wisdom. Linh của sự khôn ngoan. Spirit of power. Linh của sự quyền năng. And spirit of sound mind. Và linh của sự sáng suốt. Spirit of love. Là linh của sự yêu thương. Okay. Love is a spirit. Tình yêu là một là linh, yêu thương là tình yêu hoặc sự yêu thương là một linh. Wisdom is a spirit. Khôn ngoan thông sáng là một linh. Okay, health is a spirit. Sức khỏe của chúng ta là một linh. Okay. Prayer is a spirit. Sự cầu nguyện là một linh. Okay. Courage is a spirit. Sự dũng cảm là một linh. Okay, you got that? Chúng ta hiểu điều đó không ạ? Okay. Now the simple way is you just say I lose legions of angels. Cho nên điều dễ hơn chúng ta làm để chúng ta cầu nguyện để mở cho đội quân thiên sứ của Chúa. For my family. Cho gia đình, trên gia đình của chúng ta. For my church. Trên hội thánh của chúng ta. For my state. Trên tiểu bang của chúng ta. For my school. Trên trường học của chúng ta. Okay, this is how I pray for your church. Đây là cách mà tôi cầu nguyện cho hội thánh. I pray in Jesus' name I lose legions of angel over Pastor Cook's church. Và đây là cách tôi cầu nguyện cho hội thánh của quý vị. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, tôi mở cho thiên sứ của Ngài, đội quân thiên sứ của Ngài trên hội thánh của bà mục sư, ông bà mục sư Nguyên Cúc. That's how I pray for you. Đó là cách mà tôi cầu nguyện cho quý bạn chị em tại đây. Okay, I love you. Tôi yêu quý bạn chị em. Okay. So I'm gonna wrap up now. Tôi sẽ kết thúc tại đây. After dinner, I'm gonna pray for. Sau bữa tối thì tôi sẽ cầu nguyện cho quý bạn chị em. Okay, I need to limit to about maybe 5 to 10 minutes for one person. Tôi sẽ giảm thời gian xuống, cho nên tôi sẽ chỉ sẽ dành 5 tới 10 phút cho một người thôi. Okay, so more people can. Cho nên sẽ để có thể tạo được thêm, tôi có thể cầu nguyện được cho nhiều người hơn nữa. Okay, and please don't come and say whatever God shows you. Cho nên tôi khuyến khích muốn chúng ta đến thì đừng nói rằng ô, mục sư cầu nguyện bất cứ điều gì mà Chúa bày tỏ cho mục sư. Okay, God knows everything. Chúa là đấng Ngài biết tất cả mọi thứ, mọi điều. But Jesus said, ask. Nhưng mà Chúa Giêsu ngày nào chúng ta hãy hỏi, hỏi xin. Ask. Chúng ta hãy xin Ngài. Chúng ta hãy hỏi Ngài. It will be given to you. Thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Okay, so ask. Cho nên chúng ta hãy nhớ đến và chúng ta hỏi Chúa. Okay, and ladies. Và các và phụ nữ trong các chị em phụ nữ trong tạo thánh Chúa. Control your tongue. Cho nên hãy gìn giữ môi miệng lưỡi của mình. Hãy giữ môi miệng lưỡi của mình. Okay. Some of you sit down with me. Some of you come and sit down with me. Có một số chị em đã đến ngồi xuống với tôi, ngồi xuống nói chuyện với tôi. You look at me. Và anh chị nhìn ngồi xuống nhìn tôi. Và bắt đầu cầu nguyện nó tùm lum hết. Lady, be quiet. Cho nên hãy okay. If I don't stop you, you will talk for 19 minutes. Cho nên nếu mà tôi không dừng với chị em lại thì có một số các chị em sẽ nói chuyện tới 20 phút, 20 mấy phút luôn. I'm trying to help you. Tôi muốn cố giúp tất cả anh chị em ở đây. Okay, please be quiet. Cho nên hãy để cho tôi nói với. Okay, talk for 1 minute, enough, 1 minute. Chúng ta hãy nói chừng một phút thôi là được rồi. Okay, let's stand. Chúng ta hãy nhau đứng lên. Father, I thank you for these beautiful people. Cha, con cảm ơn Chúa vì những con người rất là đẹp trong mắt Ngài tại nơi đây. You will provide a building for them. Chúa, con cầu nguyện và con công bố rằng Ngài sẽ sắm sẵn cơ sở vật chất cho hội thánh của Chúa tại nơi đây. Lord,
Give me a word or two for them. Xin Chúa hãy ban cho con lời của Ngài cho con cái của Chúa, cho con dân của Chúa tại nơi đây. I see many of you are worshippers. Tôi thấy rất nhiều người, số anh chị em tại đây là những người thờ phượng. Especially the ladies. Nhất là những người phụ nữ trong hội thánh của Chúa. I also see you cry so much. Và tôi cũng thấy rằng mà chị em đây đã khóc rất là nhiều. But in your tears, I see you trust God. Nhưng mà trong những giọt nước mắt của quý bạn chị em tại đây, tôi thấy rằng quý bạn chị em có sự đức tin nơi Chúa, có niềm tin nơi Chúa. Your spirit, you trust God. Trong thuộc linh của ông bạn chị em thì ông bạn chị em đã tin cậy nơi Chúa. In your heart, you love the Lord. Trong lòng của ông bạn chị em thì quý bạn chị em yêu Chúa. But I see you're very discouraged. Nhưng mà tôi thấy rằng quý bạn chị em đang rất là nghĩa là không có sự đang rất là thất vọng và thấy phương bạn chị em đang rất là thất vọng. God wants you to know He is listening your prayer. Chúa muốn quý bạn chị em biết rằng Chúa đang lắng nghe lời cầu nguyện của quý bạn chị em. Because I see you, I see the ladies praying. Vì tôi thấy các người nữ đang cầu nguyện. And Jesus came and he stood in front of you. Và tôi thấy Chúa Giêsu đã đến và đứng trước các người nữ. I see ladies on the left hand side and on the right hand side. You have the same situation. Tôi thấy các người nữ bên tay trái và bên tay phải đều giống như nhau. That's why God wants me to tell all of you. Cho nên đó là lý do tại sao Chúa muốn tôi nói với tất cả. You have prayed and prayed. Là chúng ta đã cầu nguyện và cầu nguyện và cầu nguyện. But the answer did not come. Và sự trả lời của Chúa đã chưa đến. God wants you to know, keep praying. Chúa muốn chúng ta biết rằng chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện. Don't give up. Đừng bỏ cuộc. Do not give up. Đừng bỏ cuộc. He's watching your prayer. Bởi vì Chúa đang nhìn xem sự cầu nguyện của chúng ta. Finish your prayer. Chúng ta hãy cầu nguyện cho để sự cầu nguyện chúng ta trở nên trọn vẹn. Complete your prayer. Để cầu nguyện của chúng ta trở nên trọn vẹn. Don't give up one day too early. Đừng bỏ cuộc vì dù một ngày sớm hơn. Don't miss just by one day. Đừng bỏ lỡ dù chỉ một ngày thôi. Miracle will come. Phép lạ sẽ đến. Miracle will come. Phép lạ sẽ đến. Jesus will give you something. Chúa Giêsu sẽ ban cho quý mời trên một điều gì nào đó. Một điều gì đó. He will give you something. Chúa Giêsu ngài sẽ ban cho ông chị một điều gì đó. He will answer your heart. Chúa sẽ trả lời cho tấm lòng của chúng ta. Keep praying. Hãy tiếp tục cầu nguyện. That's for the ladies. Đó là cho những người nữ trong hội thánh của Chúa. But it's also for everyone. But nhưng mà điều đó cũng là cho tất cả mọi người của chúng ta tại nơi đây. For the men. Và đây là những điều cho những người nam. Be careful what you see. Hãy cẩn thận những gì mắt mình nhìn thấy. Because your eyes are looking at the natural situation. Vì mắt của chúng ta đang nhìn về những sự tự nhiên. Your eyes are looking at what's in front of you. Mắt chúng ta đang nhìn thấy những điều ở trước mắt của mình.
Don't look at the temporary, the now. Chúng ta đừng có nhìn vào những sự tạm thời, thì hiện tại là những sự tạm thời. Walk by faith. Mà chúng ta hãy bước đi bằng đức tin. Walk by faith. Chúng ta hãy bước đi bằng đức tin. This is for the men. Đây là điều chúng dành cho những người nam. We love you, Lord. Chúng con cảm ơn, chúng con yêu Chúa. In Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus. Okay, everybody lift your hands, please. Chúng ta hãy cùng nhau giơ tay lên. Lord, for those that did not come last time. Chúa, con cầu nguyện cho những người đã không đến được lần trước. In Jesus' name, I impart to them the anointings upon my life. Trong danh Chúa Jesus Christ, con truyền tải sự sức giàu của con trên cuộc đời của những người đó. May you put it upon them. Xin Chúa đặt để sự sức giàu của con trên cuộc đời của họ. And Lord, for those that are sick. Chúa, và con cầu nguyện cho những người đang bệnh tật trong mình. Father, by faith. Chúa ơi, Cha ơi, bởi đức tin. I see a lady on this side. Tôi thấy có một người nữ bên trái của tôi. I just see you are so distressed. Thấy rằng thuộc tâm hồn của bà đang bị rất là căng thẳng. I just see your tears. Tôi chỉ thấy so người nữ much. Đó đang khóc rất là nhiều. In Jesus' name, I speak to your heart. Trong danh Chúa Jesus Christ, tôi cầu nguyện cho tấm lòng của bà. A new heart come to you. Sẽ có một tấm lòng mới được đến với bà. A new heart come to you. Sẽ có một người tấm lòng mới đến với bà. And Lord, for whoever needs healing in this place. Và Chúa ơi, con cầu nguyện cho tất cả những người nào cần được sự chữa lành trong căn phòng này. Father, I call the body parts to come to them. Cha ơi, con cầu nguyện linh của sự chữa lành của Ngài đến trên thân thể của họ. That the body parts come to each person. Và rồi sự chữa lành đến từng mỗi người trong chúng con tại nơi đây. In Jesus' name, I bind the spirits of discouragement. Trong danh Chúa Jesus, con cầu nguyện trói buộc linh của sự rụt rè, heaviness, linh của sự nặng nề, nặng trĩu, and mind control, và linh của sự điều khiển tâm trí. And I lose spirits of liberty and freedom. Và con cầu nguyện, con công bố linh của sự giải phóng, sự tự do. Father, let your fire fall. Chúa, Cha ơi, xin Ngài, xin lửa của Ngài giáng xuống. Let your fire fall. Hãy để lửa của Ngài giáng xuống nơi đây. Okay, everybody lift your hands. Chúng ta cùng nhau giơ tay lên. Lord, Chúa ơi, in Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus Christ. Let your fire come. Xin lửa của Ngài từ trời giáng xuống. Let the refreshing spirit come on them. Hãy linh của sự tươi mới tuôn đổ. I feel the spiritual atmosphere moving. Tôi cảm nhận được rằng Thánh Linh đang bắt đầu vận chuyển. It's moving. Tôi cảm nhận rằng Thánh Linh đang bắt đầu vận chuyển. Just receive it. Chúng ta giờ này hãy nhận lấy. Chúng ta hãy nhận lấy. In Jesus' name. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Love you.